vô sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng đức lành từ dương. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha nu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả anh phố hàng có đến cầu xin chữ thì cho nhờ quay đức của chữ nhờ quay đức của giáo pháp là do nhờ quay đức của chữ tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tình tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Nam mô Phật thầy giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính cảm ơn Vợ Ngọc. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thăm Má trên mạng Internet qua Bao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 8, năm 2022, Phật Môn học Thắng Pháp Phổ Thông, Thắng Pháp Tập Yếu, Abhidhamma Sanggraha, bài 19, Tâm Quả Sắc Giới, Rupa Quá Trái Rá, Vipa Kachita Ní, do Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh tập kinh lễ tam bảo. Nam mô Thầy. Bài 19 Tâm Quả Sắc Giới. Rupa Quá Chá Rá. Quý Tá Cá Quý Chá Rá. Ti Tí Xúc Khê Kagagata Sahitang Pathamachana Vipa Kachitang. 2. Vichara Piti Sukhe Kagata Sahitang Lutichachana Vipa Kachitang. 3. Piti Sukhe Ta Sahitang. 4. Xuất kỳ các gác ta sẽ hít tăng chất thú. Thất tà ná 5. Úp bích kha
Kakata Sahitang Panchamachana Vipa Kachitang Chati Imani Pancha Piru Pawachara Vipa Kachita Ni Nama. Một, tâm quả sơ thiền với tầm tử tứ hỷ lạc nhất hành. Hai, tâm quả nhị thiền tứ hỷ lạc nhất hành. Ba, tâm quả tam thiền với hỷ lạc nhất hành. Bốn, tâm quả tứ thiền với lạc nhất hành. Năm, tâm quả ngũ thiền với xả nhất hành. Những tâm này được gọi là năm tâm quả sắc giới. Quý tá cá tầm, quý cha rá tứ, pi tí hỷ, xuất khá lạc, e cắt gát ta nhất hành. Sá hí tăng cùng giới, bắt thăm mắt cha ná, sơ thiền. Quýt ba các chiếc tăng, tâm quả dị thuộc. Đú tí chắc cha ná, nhị thiền. Tá tí chắc cha ná, tam thiền. Chá tú thách cha ná, tứ thiền. Tăng chấm mắt cha ná, ngũ thiền. Rupa quá chá ráo, quýt ba các chiếc tăng, tâm quả sắc giới. Chú thích. Tâm quả sắc giới là tâm làm việc tục sinh. Và mệnh chung của các vị phạm thiên sắc giới. Tâm này phải tương ứng hoàn toàn với tâm thiện sắc giới có được lúc lâm chung. Điều này có nghĩa là khi tâm lâm chung với thiền chứng, tâm thiện tam thiền, thì tâm tục sinh sẽ là tâm quả tam thiền. Sự tương ứng trực để này không có trong tâm quả dục giới. Tâm quả sắc giới khác thiền chứng sắc giới. Chúng sanh sống cõi dục giới, chúng sanh sống cõi dục rất khó tìm được sự lạc của tịnh chỉ, mà luôn truy cầu cái gì đó, và nếu được thỏa mãn thì xem đó là trạng thái hạnh phúc hỷ lạc. Để có được niềm hạnh phúc này thì phải có nguồn cung ứng như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Có thể nói đó là thứ hạnh phúc giai mượn ở cảnh. Một tu thiền với bước đầu cảm nhận được thứ hạnh phúc không do cảnh dục, mà là sự là thứ hỷ lạc do ly dục sanh. Có thể tầm thí dụ như người hạnh vượt ngoài giá lợi hơn thua. Tâm thiện sắc giới phải là tâm tu thiền sắc giới, mà là tâm chứng thiền sắc giới. Tâm thiện dục giới khởi sự tâm lành phôi thai cho tới khi phát triển toàn diện. Tất cả tâm thiện sắc giới đều là thiền chứng, dù là sơ thiền, là sự thành tựu hoàn chỉnh. Lúc chưa đắc thiền thì người tu thiền bằng tâm thiện dục giới tịnh hảo, có thể chứng những tầng thiền cao hơn trong cõi nhân loại. Mặc dù các cõi phạm thiên có chia theo tầng thiền, nhưng loài người cũng như nhiều cõi vui khác có thể chứng nhiều tầng thiền sắc giới và vô sắc giới do công phu tu tập. Không nên hiểu là phải sanh lên cõi sơ thiền rồi mới tu tập được nhị thiền. Sự tu chứng không giới hạn trong các cõi phạm thiên tương ứng, có thể bị ngoại thiền.
Một người tu tập chứng thiền, nhất là thiền sắc giới, tuy trình độ tâm thuật cao, vẫn có thể hoại. Nói cách khác, sau đó phải tu tập lại. Khi khó, có thể chứng nhập. Tiền chỉ giống như người tạo lập tài sản trở thành người giàu đang phá sản và phải làm lại từ đầu. Trong lúc người đi học trao dồi kiến thức, dù hoàn cảnh thăng trầm như sự hiểu biết đã tích lập, không thể khánh cận như người tạo tài sản bằng tiền. Nếu ngoại thiền trước khi lâm chung thì không tạo được tâm quả sắc giới, cũng như tâm quả vô sắc giới, khác với tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm thiện sắc giới tịnh hảo chỉ cho quả nếu giờ phút lâm chung vẫn còn thiền chứng. Điều này có thể thí dụ như trong cuộc sống. Có những việc làm đòi hỏi quá trình liên tục, không gián đoạn để tạo thành kết quả, như nấu cơm chẳng hạn. Nếu không giữ lửa liên tục thì cơm không thể chín. Đây quá đắc tá, từng chứng tầng thiền sắc giới cao nhất nhưng sau đó bị hoại thiền, nên khi mạng chung không thể sanh vào cõi phạm thiên. Tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn. Sau đây con mời lớp học cùng với con đọc bài Thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp vốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giá. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Thưa cô Thanh Thủy, Nam Mô Bổn Sư Giá. Kính lễ tri thức đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua một thứ tâm trong kinh nghiệm hướng dẫn thắng pháp ở vị thần của chúng tôi, là một thứ tâm mà đa số bị bỏ qua hay là học rất là nhanh. Thế thì chúng ta đề cập đến đó là tâm quả sắc giới. Thưa quý vị, như khi chúng ta học về tâm thiện, như khi chúng ta học về tâm dục giới đó, thì tâm sắc giới và vô sắc giới thì nó cũng có ba thứ, đó là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Tâm thiện thì là cái tâm tạo quả, và tâm quả đó là cái thành quả, tâm của vị không có quả. Khi mà đến tâm quả, đến khi có một tương ứng, một cái sự tương ứng giữa cái trạng của tâm thiện và tâm quả. Nhưng mà trong trường hợp tâm dục giới đó, thì nó khác với tâm sắc giới và vô sắc giới. Điều khác biệt đó, chúng tôi muốn tất cả quý vị lưu ý ở trong ngày hôm nay khi mà chúng ta học về điều này. Thứ nhất là một cái người mà tạo cái nghiệp trong cái dục giới đó, thí dụ như một người bố thí, rồi sau khi họ bố thí họ quên bẵng đi cái chuyện bố thí, họ không còn nhớ chuyện bố thí nữa, hoặc là họ có thể trở thành một con người khác đi, không còn tin vào bố thí. Tuy nhiên khi họ lâm chung á, bất chợt họ nhớ lại họ đã từng bố thí, thì lúc đó cái phước có thể sanh khởi, khiến cho họ sanh vào cái an lạc. Trường hợp của người tu thiền sắc giới, khi mà họ tu tập rồi chứng thiền và
bị hoại thi. Trước khi mà trước khi họ mất thì không có bao giờ có trường hợp một người đã hoại thi rồi mà sau khi thân hoại mạng chung có được cái tâm gọi là tâm gọi là tâm tâm quả kia. Mà một người tính thiền cái đó cho đến trọn đời phút cuối, và khi họ giữ thì khi họ thân hoại mới có cái mà chúng ta gọi là tâm quả sanh khởi để họ sanh vào cái cõi phạm thiên tương ứng. Đó là trường hợp mà chúng ta nói các cái tâm sắc giới và tâm màu sắc. Chứ có đề cập đến là ở trong thế giới tâm nội tâm đó, thì có những cái năng lực nó cần sự liên tục và có những năng lực không cần sự liên tục. Dạ, chứ tôi lấy ví dụ là nếu chúng ta nếu chúng ta chưng một cái khối đá ở đâu đó cho đẹp, thì cho dù là chúng ta để ý không để ý, chăm sóc hay không chăm sóc, thì cái khối đá đó nó vẫn là vậy. Dạ, nó vẫn là vậy, nó không có thay đổi. Mà nếu chúng ta trồng hoa mà chúng ta không có tưới nước đều đặn, cái việc mà phân đất ánh sáng mà bị gián đoạn trong một thời gian thì nó sẽ tạo ra trường hợp là cây nó sẽ chết đi. Cũng như chúng tôi có đề cập đến là mình nấu cơm mà trong lúc mình nấu mình không có nấu liên tục, mình nấu 5 phút 10 phút rồi tắt, rồi sau đó mình mở lửa lại tiếp, thì nó sẽ tạo nên cái tình trạng gọi là cơm bị sống hay là bị ở miền quê chúng tôi là bị sinh, tức là cơm ăn không được nữa. Cơm nấu không được nữa, tại vì nó đòi hỏi tính chất liên tục. Thì chúng ta nên hiểu rằng tâm sắc giới và tâm vô sắc đó là nó thuộc về tâm đáo đại, nó thuộc về tâm thiền. Và cái tâm đó đòi hỏi cái tính cách liên tục để nó có thể tạo một người mà lúc thân hoại mạng chung mà còn duy thì là cái tâm quả cho họ sanh vào. Sẽ sanh vào cái lâm chung sẽ cho cái kiếp tiếp tục tiếp theo. Thì như vậy đó, chúng ta gọi là trường hợp đặc biệt của tâm sắc giới so với tâm dục giới. Và đây chúng ta phải nói đó, chứng nó khác với tâm quả. Nó khác với tâm quả chỗ nào? Một người tu tập và họ chứng thiền thì họ chứng đó bằng cái tâm thiện dục giới, họ chứng thiền bằng cái tâm thiện và chứng thiền bằng cái tâm thiện sắc giới. Và tâm thiện sắc giới đó không phải là cái tâm nó không phải là cái quả. Dạ, nhập thiền phải là cái quả. Cái này rất là dễ cho chúng ta một cái sự hiểu lầm. Dạ, thì hiểu lầm chúng ta nghĩ rằng đó là tâm quả, nhưng không phải. Dạ, nó không phải là tâm quả. Vấn đề mà chứng là một lẽ, mà tâm quả nó là một lẽ. Cũng tương tự như vậy, sau này khi mà chúng ta nói đắc đạo chứng quả thì đắc đạo đó không phải là cái quả chứng của sập, mặc dù đó là một cái ngưỡng cửa bước vào quả chứng. Dạ, đối với chúng ta phần tâm chúng ta đã đắc đạo, mình tu và đắc đạo tức là đã hoàn tất cái công việc tu tập của mình rồi.
Dân kính cũng thỉnh người mà thường nhất đang cầm mic cho lại ạ. Dân một lần nữa. Chúng con đã thấy Hòa Thượng Chứ Đặng trở lại những kính cung thỉnh Ngài cầm mít trong râm không còn nghe âm thanh của Ngài nữa. Xin lỗi Phật tử. Dạ. Hồi nãy chúng tôi có nói là chúng ta nên có một cái phân biệt giữa thiện chính. Sự phân biệt này rất là khi mà mình tu tập, gọi là tu thiền, mình tu bằng tâm dục giới và mình chứng thiền ấy, là mình chứng bằng những cái tâm thiện, như là tâm thiện sơ thiện, tâm thiện nhị thiện, tâm thiện tam thiện, tâm thiện tứ thiện. Thì cái thiện chứng đó đó là một cái quả do cái sự tu thiền trong hiện tại. Và cái thiện chứng đó đó nó tạo thành một thứ tâm dị thục và tâm quả. Và cái tâm quả này nó chỉ có sanh khởi ở cái kiếp tiếp theo, trong một cái tình trạng gọi là trong một cái cách thế gọi là sanh báo nghiệp. Dạ, sanh báo nghiệp. Nó khác với tâm dục giới ở một điểm đó, là khi mà chúng ta bố thí trì giới bằng cái tâm thiện dục giới đó, thì nó có hiện báo nghiệp và nó có hậu. Nhưng mà khi chúng ta tu thiền đó, mà chứng thiền đó, thì cái tâm thiền nó chỉ tạo một thứ tâm quả duy nhất, đó là sanh báo nghiệp. Đó là sanh báo nghiệp, tức là cái quả đời kế tiếp nếu chúng ta không bị quả thiền. Và sau cái đời kế tiếp rồi đó, thì cái chuyện mà mình có tiếp tục sống ở cõi phạm thiên hay không thì nó hoàn toàn là do sự tu tập ở kiếp kế tiếp, chứ không thể nào có tâm thiền tu ở kiếp này mà rồi qua kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó vẫn còn được. Ở đây quý, chúng ta cần phân biệt rất là rõ. Thưa quý vị, chúng ta cũng nên hiểu rằng trong các cái cõi thiền nó cũng có nhiều cái tính cách nó khác biệt khi mà nói về tâm tục sinh, hộ kiếp và tử. Ví dụ như là chúng ta có cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trong cõi sơ thiền cũng là sơ thiền, nhưng mà có ba cái tầng gọi là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm. Thí dụ là phạm thiên sắp và bá tí là ở phạm thiên cõi sơ thiền. Phần thứ là những vị này giống như phụ cho cái vị đại phạm thiên, và phạm thiên chúng thiên như là đồ chúng của vị phạm ở đại phạm thiên. Thì đa phần những cái sự sai biệt
trong mỗi thần thiền như vậy, nó dựa lên trên cái niệm lực, định lực mạnh hay yếu của mỗi vị. Khi mà chúng ta nói đến ngũ quyền tu tập á, thì đôi khi nó không có cân bằng, có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ. Đôi lúc nó không có cân bằng, có cái này mạnh, cái kia yếu. Thì do cái mạnh, cái yếu đó, nó khiến cho cái tâm quả đó, nó cũng mạnh, cũng yếu. Thật ra, khi mà mình nói là tâm thiện sơ thiện, sơ thiện sắc giới, tạo ra tâm quả sơ thiện sắc giới. Nhưng mà trong cái chuyện mà tạo quả đó, và tạo quả đó, nó vẫn có sự sai biệt. Chứ không phải là mình đạt đến tình thiền đó thì giống nhau. Cũng giống như bây giờ cũng thời ra trường. Ví dụ như năm nay là năm ra trường tốt nghiệp tú tài hay tốt cử nhân, nhưng mà có những vị ưu hạng, có những vị thủ khoa, và có những vị thì cũng có bằng cấp, nhưng mà bằng cấp cũng giống như những vị khác. Thật ra trong cái ở đây chúng tôi không có đi vào quá sâu về chi tiết về điểm này, nhưng mà nếu mà chúng ta học về 31 cõi đó, thì chúng ta học về cõi thì chúng ta sẽ thấy rằng cõi sơ thiền có 3 cõi, nhị thiền có 3 cõi, tam thiền 3 cõi, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt. Thì khác biệt trong lúc tu tập, cái căn tính nó tạo nên. Thứ gì cũng còn có một cái điểm khác mà chúng ta lưu ý là cái tứ thiền đó. Ngoài cái cõi quán quả ra thì còn có cõi vô tưởng và ngũ tình cư. Thì cái cõi ngũ tình cư là cõi mà chúng ta biết rằng cõi đó chỉ có các vị A-na-hàm thôi. Thằng tứ thiền cõi đó không có hoặc mà thiền chứng tứ thiền, và đồng thời là phải là vị A-na-hàm, không thể là không thể tu đạo quần. Và tất nhiên A-la-hán thì không sanh bầu, A-la-hán vô sanh thì làm sao sanh được. Thành ra cái vị, chỉ có vị tam quả thôi. Và cái vị mà sanh vào cõi vô tưởng thì vị đó phải có một cái quyền lực khác, mặc dù chính tứ thiền, nhưng mà phải có quyền lực là để tâm không sanh khởi và trong kiếp kế tục. Về việc này thì chúng tôi không có đào sâu ở trong bài học này. Nhưng mà nếu mà chúng ta học về thắng pháp, nói đến tâm sắc giới đó, thì đừng bỏ qua và đừng lơ là đối với cái tâm quả sắc giới. Nếu này các học viên hay bỏ qua, nghĩ rằng cái tâm này nó là thành quả của tâm thiện, thành ra nó cũng có chuyện gì đáng để ý. Nhưng mà do vậy chúng ta thường có cái sự hiểu lầm. Chúng ta thường có sự hiểu lầm rất lớn, hiểu lầm lớn lắm, hiểu lầm rất lớn. Chúng tôi muốn biết Phật tử thấy được một cái so sánh này. Thấy được so sánh này là cái thiền chứng nó giống như học vị, và cái tâm quả đó nó giống như là cái khả năng nhập cuộc vào cuộc sống. Khi một người đi học á, thì họ được cái bằng tiểu học, trung học, đại học, cũng như là bằng cử nhân, rồi cao học, rồi bằng tiến sĩ. Nhưng mà những học vị đó nó không phải là cái cuối cùng. Học vị là học vị, và học vị là học vị. Họ đạt đến trình độ, đó là đạt đến trình độ. Nhưng mà khi mà họ rời khỏi nhà trường, họ ra bên ngoài sống, dĩ nhiên là họ còn là một vị tiến sĩ đó, còn là vị cử nhân đó, còn là vị thạc sĩ đó. Nhưng mà cái tâm ứng xử và sống ở trong cuộc sống, cái trình độ của họ, đó lại là một chuyện khác. Khi một hành giả tu thiền, hành giả tu thiền chứng được từ một cái tầng thiền, chúng ta gọi là thiền chứng rồi, thì nếu cái thiền chứng đó mà tốt, mạnh, và bị có khả năng để duy trì cho đến khi thân ngoại mạng chung, thì nó sẽ tạo nên một cái gọi là tâm quả, với điều kiện là cho đến giây phút cuối cùng cuộc sống, vị này vẫn duy trì được cái thiền chứng đó. Và điều này có nghĩa là cái thiền chứng nó có thể bị hoại. Nó khác với đạo quả. Đạo quả là không có hoại. Bởi vì khi mà chúng ta đi càng sâu, thưa quý vị, nó có cái sức mạnh của định lực và sức mạnh của tuệ lực.
sức mạnh của định lực là sức mạnh, cái sức mạnh của tuệ lực là sức mạnh là mất thối chuyển. Tức là một vị mà có chứng được cái tuệ giác của vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Lán, thì cái tuệ giác nó không bao giờ trở lui. Không bao giờ có trường hợp mà một vị thánh Tu Đà Hoàn mà trở lui thành một phàm nhân, hay là một vị Tư Đà Hàm xuống thành Tu Đà Hoàn, hay là vị A Na Hàm xuống thành Tư Đà Hàm, không có. Dạ, cái tuệ giác thì nó không có thối chuyển. Đó là phương diện tuệ giác nha. Trên phương diện định lực á, định lực á thì có thối chuyển. Dạ, nếu là phàm nhân cái thường hay thối chuyển, ví dụ như là một vị có thể chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí có thần thông, nhưng mà vẫn có thể hoại thiền. Dạ, vẫn có thể hoại thiền. Bởi vì kỳ cổ đức thời xưa đó, là các vị hay dùng cái ví dụ ở trong kinh đó là định lực nó giống như đá không có mọc, nhưng mà năm dài thằng rộng. Mà nếu có ai đó dỡ cục đá cỏ mọc trở lại đó, thì nó còn mọc lại, chứ không thể nói rằng cỏ không mọc. Và quý vị Phật tử cũng có nghe chúng tôi nói cái chuyện kết quả, hệ quả, thành quả trước đây. Và cái chữ tâm quả ở đây phải hiểu là tâm quý ba ca. Dạ, quý ba ca gọi là quả di thục. Dạ, quả di thục. Nghĩa là một người bố thí kỳ giới thì cái phước có thể sanh trong hiện tại. Dạ, phước thì sanh trong quả hiện tại. Ở trong kiếp này, như quý chúng ta nghe trường hợp là một người mà cúng dường cho một vị mới xuất định, do cái vì đó vừa nhập đạo thiên đình ra rồi mình cúng dường, cái quả báo nhãn tiền đất có thể sinh thành vàng, hay là có thể được một cái sự tài sản lớn và sống cuộc sống sung túc. Trường hợp đó đó nó không có xảy ra đối với tâm sắc giới, mà cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới quả đó nó chỉ sinh khởi sau khi thân ngoại mạng chung. Dạ, và cái tâm quả giới chỉ làm việc tục sinh, tiềm thức và tử của chưa vi phạm thôi, chứ nó không làm việc khác như là tâm quả dục giới. Dạ, cái tâm quả sắc giới đó, nó đơn thuần lắm, và nó hoàn toàn là di tục, tức là nó khác thời rồi, mà nó phải là sanh báo nghiệp, tức là kiếp sau trở đi chứ không kiếp trước. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta nhớ rằng tất cả các vị tu thiền đều đòi hỏi vì đó duy trì được thiền định. Dạ, phải duy trì thiền định cho đến giây phút cuối cùng của cuộc sống, không mất đi cái thiền chứng. Và cái khả năng hoại thiền vẫn có. Dạ, khả năng hoại thiền vẫn có. Ở trong kinh ví dụ như Đức Bồ Tát, Ngài chứng đắc ngũ thiền rồi, có thần thông rồi, nhưng mà do cảnh tượng dục niệm khởi lên đó, Ngài có thể hoại thiền. Cái chuyện đó trong kinh điển ghi lại cũng nhiều trường hợp, chứ không phải một trường. Hay là một đệ tử Ngài Mahakasapa từng xuất gia theo Ngài, từng tu, từng chứng thiền, nhưng mà sau đó vì một lý do gì khác hoại thiền và trở về đời sống dục lạc. Và trong trường hợp hoại thiền á, nó lại có những cái mà trong sớ giải là ghi là một cái vị họ đạt đến chỗ đó rồi tự nhiên vì lý do nào mà họ bị thối chuyển, và họ quá nóng lòng, quá mong mỏi để trở lại trạng thái cũ. Do họ quá mong mỏi đó, họ không trở lại được. Mà cũng có những trường hợp một vị hoại thiền rồi, sau đó do một cái gợi ý nhìn có thể nhập lại thiền. Thành ra cái tính chất mà gọi là duy trì cái thiền chứng rất là bất định. Do đạo người tu đắc được tâm thiện sắc giới, hay hôm nay chúng ta tâm quả sắc giới đó, thì không có một cái giảm rằng một người đã chứng tâm thiện sắc giới đó mà khi người đó thân hoại mạng chung sẽ sanh về cõi trời sắc giới bằng tâm quả dục giới, nếu vị đó không có duy trì được cái thiền chứng cho đến cái giây phút cuối cùng của cuộc sống. Và cái đời sống của một cái người trong cõi dục giới như chúng ta đó, thì cái tâm gọi là tiềm thức, tâm tiềm thức nó có một cái vai trò tương đối là ẩn khuất
tiềm tàng. Nhưng mà một cái vị phạm thiên trong cõi sắc giới, và kể cả phạm thiên vô sắc, thì cái tâm gọi là tâm hộ kiếp, hay là tâm hữu phần, hay là chúng ta gọi là tiềm thức, nó lại đóng vai trò rất là quan trọng đối với vị đó. Tại vì sao? Tại vì cái tâm quả sắc giới đó, ví dụ tâm quả sơ thiền, tâm quả thiền, tâm quả tâm thiền, tâm quả tính thiền, nó là cái gì? Nó là những gì mà chúng ta gọi là cái năng lực của thiền định. Ở trong kinh dùng cái gì là sống bằng hào quang, sống bằng hào quang, bằng năng lực của thiền định. Thì cái năng lực thiền định này đó, nó chi phối đời sống của vị phạm thiên nhiều hơn là cái tâm tiềm thức mà chi phối đời sống của chúng ta trong cõi dục giới. Quý vị biết, khi chúng ta là người dục giới đó, thì ví dụ chúng ta sanh ra bằng cái tâm quả dục giới, thọ hỷ, hợp trí, ngô trợ, thì cái tâm đó nó tiềm tàng. Nhưng mà chúng ta sống với ngoại cảnh nhiều, là một người có nhiều phước, chúng ta sống với ngoại cảnh nhiều. Thậm chí có đôi lúc vai trò của tiềm thức một vai phụ, mặc dù đó là cái nền ở dưới, có dụng sống với ngoại cảnh, sống với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc tinh, sắc tinh, cái vị xúc ở bên ngoài đó. Nhưng mà cái vị phạm thiên đó, thì có một lần chúng tôi nghe ngày sáng rằng cái tâm con gái, nó lại có cái vai trò lớn trong đời sống của các vị phạm thiên. Tại vì cái tâm pháp quan gá đó, nó mang những cái tố chất mà chúng ta gọi là thiền chi đó, rất là mạnh. Và cái đời sống của chi vị phạm thiên đó, là cái đời sống hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại. Và cái vị sống ở hướng nội đó nhiều đó, thì cái gọi là cái mãnh lực của pháp quan gá, mãnh lực của tiềm thức đó, nó lại chi phối vị này nhiều. Có lẽ là lần trước chúng tôi có đề cập đến một lần ở đâu đó mà chúng tôi không có nói nhiều. Chúng tôi không nói nhiều. Hôm nay chúng tôi nhắc lại một điểm về cái sự chi phối của pháp quan gá đối với đời sống. Ở trong kinh điển Phật giáo Bắc truyền, trong di thức cũng như câu xá đó, có đề cập đến tàng thức a lại gia. Thì thưa quý vị, cái tàng thức nó là một thứ tâm quả tái sinh, rồi sau đó đó nó tiếp tục tồn tại. Và sát na đầu tiên là tâm tái sinh, cái sát na tiếp theo đó, chúng ta gọi là tiếp theo trở đi, chúng ta gọi là hồn kiếp hay là tiềm thức. Thì những sát na mà tiếp tục như vậy đó, nó tạo thành một cái nền của đời sống, nó tiềm ẩn, tiềm tàng, nhưng mà nó vẫn chi phối. Và ví dụ như chúng ta nói là cái người mà cái tiềm thức là tâm thọ hỷ, thì tiềm thức thọ xả đó, màu trí, thì người này là mẫn tiệp và nhìn mau lẹ, thông minh, mau hiểu. Và cái người bằng cái tâm vô trợ thì nhậm lẹ. Tuy nhiên cái sự ảnh hưởng của tiềm thức đó, nó cũng một phần tùy thuộc vào cái nếp sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ một người mà trong cuộc sống hướng ngoại quá nhiều, sống thích bạn bè, thích nhậu nhẹt, hay thích hội họp, sống như là nghệ sĩ mà thường sống ở ánh đèn sân khấu, hay là những người nào mà họ sống hướng ngoại nhiều, thì cái ảnh hưởng của tiềm thức nó lại ít thì ảnh hưởng ngoại cảnh nhiều. Bởi vì các vị thiền sư, đặc biệt các vị thiền sư bên Thái Lan, thì các vị có một cái quan niệm
chỉ nhớ là mười mấy năm về trước có lần chúng tôi nói bàn với sư trưởng và qua từng tự siêu đó, là các vị cho rằng nếu chúng ta sống ít có tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và chúng ta sống thường là đời sống giản dị, đời sống độc cư ẩn nhập, thì bên cạnh những cái năng lực của sự tu tập thì chúng ta còn còn vận dụng được cái năng lực mà các vị gọi là năng lực của pháp hoàng giá. Dạ, năng lực pháp hoàng giá tức là cái năng lực của cái tâm tâm thái gọi là tiềm thức. Để ví dụ cái tiềm thức là cái tiềm thức thọ hỷ, tiềm thức là hợp trí, tiềm thức là vô trợ, thì những cái thọ hỷ hợp trí vô trợ đó nó sẽ có một cái khả năng ảnh hưởng cuộc sống khi mà chúng ta ít bị chi phối từ cái bên ngoài. Chúng tôi nói như vậy trong trường hợp với tâm dục giới, điều này có nghĩa là đối với chư phạm thiên cõi sắc giới, chư phạm thiên sắc giới thì các vị sống không có đa dạng, không có ồn ào, không có cái thế giới ở bên ngoài giống như chúng ta. Cũng có chứ không phải không có nha. Dạ, không phải là chư phạm thiên sắc giới ngồi như con búp bê, không phải vậy. Các vị vẫn có những hoạt động như phạm thiên sắc phẩm, hay là phạm thiên cá với bản. Các vị, cái căn bản của một người sống bằng cái tâm quả của thiền quả thiền sắc giới, tâm quả thiền sắc đó, cái vai trò của nó đối với cái thiền sắc giới, một sắc giới, nó lại phải khác hơn, đặc biệt hơn, mẽ hơn so với cái tâm quả do, so với cái tâm hộ kiếp, so với cái tâm gọi là tiềm thức của một vị sống trong dục giới. Bởi vì rất là đơn giản là chúng ta là người sống bị chi phối bởi ngoại cảnh nhiều, do đó cái tiềm thức đôi khi nó không có đủ mạnh, không đủ rõ nét, không đủ chi phối chúng ta. Chúng ta có thông minh, có bẩn tiệp đó, nhưng mà nếu chúng ta sống mà nghe lời bạn xấu và bạn xấu chi phối chúng ta rất là nhiều, thì nhất chúng ta không có xài được cái thông minh và của cái tâm quả hợp trí. Nhưng mà trong trường hợp của các vị phạm thiên đó, thì nếu vị đó sanh lên làm tâm quả sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, thì những tâm quả đó vẫn có một ảnh hưởng rất là rõ nét trong đời sống hàng ngày, tại vì đó sống bằng năng lực của thiền định. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi muốn đề cập đến một cái yếu tố khác về cái tâm quả sắc giới, và tâm quả sắc giới thì như chúng tôi có nói rằng khi mình học về tâm quả sắc giới thì mình học về cái sự tái sanh và cảnh giới tái sanh của cảnh giới tái sanh của chư vị phạm thiên sắc giới, và cái chuyện trên vị diện pháp học thì nó hơi rối một chút. Mình nói cái rối ở đây đó là bởi vì thường là chúng có sự tư thiện sơ thiền thì cho thì tạo thành tâm quả sơ thiền, tâm thiền nhị thiền, tâm quả nhị thiền, tâm tam thiền thì cho quả tâm thiền, tâm thiền tứ thiền cho tụ quả tứ thiền, tâm thiền tứ thiền. Nhưng mà những cái tâm quả mà tâm quả sắc giới sơ thiền, tâm quả sắc giới nhị thiền, tâm quả sắc giới tam thiền, tâm quả sắc giới tứ thiền, tâm quả sắc giới ngũ thiền, nó không có tương đầu, nó không có tương đương, nó không có đối chiếu với những cảnh giới tái sanh. Dạ. Quý vị nhớ một điều rằng trong kinh tạng, và khi mà chúng ta học về cõi đó, thì chỉ có cõi sơ thiền, nhị thiền, cõi tam thiền, tứ thiền thôi, chứ không có cõi ngũ thiền. Nhưng mà khi nói tâm á, thì chúng ta nói có tâm ngũ thiền, tâm quả thì cũng có tâm quả ngũ thiền. Thật ra ở đây chúng ta nên hiểu một điều rằng hai cái trạng thái sơ và nhị thiền, một cái có đủ tầm tứ, một cái có tứ mà không có tầm,
phải được gom vào trạng thái sơ thiền. Và cái gọi là tâm tam thiền của Thắng Pháp, nó là trở thành tam thiền trong Kinh Tạng. Tứ thiền trong Chánh Pháp trở thành tam thiền của Kinh Tạng. Và ngũ thiền của Thắng Pháp trở thành tứ thiền của sắc giới. Cái này là cái những cái điều để ý. Cõi á, không có cõi ngũ thiền. Cõi thì chỉ có cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà trong Thắng Pháp á, cái sơ thiền là tách ra làm hai. Một cái là sơ thiền có đủ tầm tứ, một cái là sơ thiền có tứ mà không có tầm. Thành ra cái con số này đó, hiện tại bây giờ chúng tôi dạy Thắng Pháp thì nó hơi khó, là tại vì mình không có cái sum, thành ra mình không trình, có thể là các vị sẽ rất là rối về chuyện này. Nhưng mà các vị nhớ rằng cái cách phân của chúng ta tại đây đó là gì, là cái sơ thiền chúng ta chẻ làm đôi. Và trong Thắng Pháp tức là có loại sơ thiền mà có đủ tầm tứ, thì trong Kinh Tạng có mà có sơ thiền mà chỉ có tầm mà không có, chỉ có tứ mà không có tầm đó, thì Kinh Tạng vẫn xếp vào, vẫn xếp vào sơ thiền. Trong lúc đó thì Thắng Pháp lại nâng nó lên trở thành nhị thiền. Tại vì chúng ta có cái hệ gọi là ngũ bốn thiền, hệ năm thiền đó. Rắc rối liên tục. Có tứ thiền vô tưởng và có tứ thiền, có tứ thiền ngũ tình cư, mà cũng chứng ngũ thiền rồi mà sanh về cõi vô tưởng, thì vị đó sẽ không có tái sanh bằng tâm, mà sanh vào cõi đó đó có sắc mà lại không có tâm thức, và bị sanh vào trong đó do một cái nguyện lực, và nguyện lực nó đi với năng lực của thiền định, quyền lực cái đi với định lực, thành ra khiến cho vị này kéo dài một thời gian rất lâu, nhiều đại kiếp mà không có tâm sinh khởi. Đó là cái năng lực rất là ảo diệu của thần thông, của thiền thiền chứng. Cái năng lực ảo diệu tức là có khả năng sanh một kiếp mà gọi là vô tưởng. Bây giờ nói nhiều quá thì quý vị Phật tử sẽ rắc rối, là tại vì chúng ta sẽ phải trở lại điều này khi chúng ta nói về cõi, và ngũ tình cư cũng là cõi liên quan đến tứ thiền. Quý vị, cái tâm quả mà tâm quả tứ thiền sinh vào cõi đó đó, thì người chúng ta gọi tâm quả tứ thiền đó, nó hơi rắc rối một chút. Hơi rắc rối một chút, bởi vì có khi đó là tái sanh là do nguyện lực ở cõi vô tưởng, và có khi đó là vì đó là vì A-na-hàm, sanh ngũ tình cư. Nó có hơi khác biệt. Trong trường hợp mà chúng ta học về tâm quả sắc giới đó, thì chúng tâm quả sắc giới đó mới nghe thì nó đơn giản, nhưng mà đào sâu đó, có rất nhiều chi tiết và liên quan đến người cõi nghiệp, mà đặc biệt các cõi đó, mà chúng ta phải học để thấy rõ cái sự khác biệt về điểm này. Và thưa Phật tử, khi mà chúng ta nói về tâm quả sắc giới đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, quý vị nên nhớ rằng tâm quả sắc giới chỉ làm ba cái phần công việc thôi, là tục sinh, tiềm thức và tử cho cái kiếp tiếp theo. Chứ tâm quả đó nó không thể nào hiện khởi ở trong cái kiếp hiện tại mà chúng ta đang tu thiền hết. Và ví dụ mình kiếp này mình tu thiền, trong lúc tu thiền chứng được sơ thiền, nhị thiền, thì không thể nào tông quả sơ thiền, nhị thiền mà nó sanh khởi trong kiếp hiện tại này vì bất cứ lý do gì. Và vì bất cứ lý do gì mà nó chỉ làm công việc tái sanh ở kiếp sau, quý vị, điều đó các vị nhớ nha. Nó khác với cái tông quả nhãn thức quả thiện, nhãn thức nhị hay nhãn thức quả ý thức quả, cái đó nó không có ở đối với tâm sắc giới, tâm sắc mà còn. Thành ra nếu chúng ta nói cho đủ, chúng ta gọi tâm dị thục và tâm dị thục sắc giới,
Nhưng mà nói như vậy dài quá, thành ra chúng ta hay nói tông quả sắc giới. Chế đúc ra băng dịch của Hòa Thượng Minh Châu trong Thắng Pháp hay gì đó. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói sang một cái điểm khác liên quan đến tâm quả sắc giới. Thưa quý vị, theo trong Kinh Tạng đó, mà kể cái Thắng Pháp đó, thì chúng sinh trong đời này đó, do cái năng lực của nghiệp đó, nên khi sinh ra nó có những cái hiện tượng gọi là thân đồng tưởng đồng, thân đồng tưởng dị, thân dị tưởng đồng. Tức là do cái nghiệp á, khi chúng ta sinh ra đôi khi chúng ta giống với nhau về cả thân xác cũng như là tâm. Có đôi khi chúng ta sống sanh ra giống nhau về tâm mà không giống về thân xác không giống như tâm. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ, cái ví dụ này nó không chính xác nha, nó chỉ là ví dụ thôi, quý vị đừng nghĩ nó hoàn toàn như vậy, để chúng ta hiểu. Quý vị thấy rằng lời kiến, lời mối, lời ong á, không biết là quý vị có khi nào quan sát lời kiến nguyên một đàn kiến. Thật ra khi mình học thì chúng ta biết rằng loài ong hay loài kiến thì nó có những loại như là kiến càng, kiến thợ, kiến chúa. Ong thì cũng có ong đực, ong thợ, ong chúa, vân vân. Đặc biệt là những con ong thợ đó, vô cái nghiệp đó, nó sanh ra không có trường học nha, không có, nhưng mà sanh ra là ong thợ thì con nào nhất nhà con. Nhưng cái nghiệp lạ lùng lắm, cái lạ lùng. Nhưng mà cái tâm đó khác. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, ở đây chúng tôi nói thí dụ như quý vị đừng hiểu là chúng tôi đang nói thân đồng tưởng đồng, thân dị tưởng dị theo cái định nghĩa về cứu vật không không có nha. Ở đây chúng tôi tạm ví dụ thôi. Ví dụ như hồi nhỏ chúng tôi chơi đá dế hay là đá cá lia thia. Cá lia thia bắt lên thì giống nhau, con dế thì bắt lên giống nhau. Con dế nó không giống như là con người mình. Con người mình đó thì anh A và B thì người thì cao, người thấp, người mặt này mặt kia. Nhưng mà cái loài dế hay loài cá đó, nhất là loài dế chẳng hạn, thứ gì thì chục con thì giống như đủ chục con thôi, nó tùy theo loại, dế trống, dế mái, tùy theo dế cơm hay gì đó khác, nhưng mà một cái loài dế thì giống nhau. Nhưng mà chúng tôi nhớ rất rõ rằng cũng là loài dế, cũng là dế trống đó, nhưng mà cái sự hung hăng và cái tập tính mà chiến đấu đó, nó không giống nhau nha. Có con nó rất là hiếu chiến hiếu sát, có con nó lại không hiếu chiến hiếu sát, nó có sự khác biệt như vậy. Và rồi loài ong, loài kiến hay là cái này nó cũng lạ lắm, thưa quý vị, là khi mà chúng tôi ở miền quê đó, nó có những cái tổ chim, như chim chì voi chẳng hạn, cái tổ chim mà chúng tôi nói thì các quý vị rất là khó tin đó, là cái hình của nó rất đẹp, nó giống chiếc vớ, hay là chiếc vớ mà đang với nhau chạy, chiếc vớ vị vớ ông già Noel vậy đó, và nó đẹp. Và chúng tôi hồi nhỏ có khi nói đùa với là mấy đó, nó đang cũng là giống cái tổ chim chứ loài chim nào, mà chúng tôi bảo đảm quý vị là không ai đào tạo ra nó hết, không ai dạy
đó hết. Nó sanh ra cái bản năng của nó, biết sao tự nhiên cái loại chim chì voi thì nó làm tổ giống chim chì voi, chim đa đa thì làm tổ giống chim đa đa, chứ không bao giờ con đa đa mà nó làm tổ giống chim chì voi hết. Mà cái loại chim nó làm tổ đó thì cho đến bây giờ chúng tôi nghĩ là cũng rất là thú vị, là không ai dạy nó nhưng mà nó làm đẹp giống nhau, dạng giống nhau. Thì lúc chúng ta mới hiểu được cái trong kinh mà nói là thân đồng tưởng đồng, thân đồng tưởng gì, thân gì tưởng đồng. Những loại chúng sanh này đó chúng ta rất là khó biết ở trong cuộc đời, khó biết lắm. Và chư vị phạm thiên á, thường hay rơi vào trong tình trạng này là tại vì chư vị phạm thiên có một cái đặc tính. Đặc tính của chư vị phạm thiên đó là các vị đã tái sanh do cái năng lực của thiền chứng. Và cái thiền chứng thì nó đơn giản. Thật ra có nhiều trường hợp chư vị phạm thiên đó, ở đây chúng tôi không đi vào chi tiết từ các vị cấp vị quan âm thiên, ở đây chúng tôi không đi vào chi tiết từ các vị cấp vị quan âm thiên hay là tiểu quan thiên, tiểu tình thiên, vân không đi vào chi tiết nữa. Nhưng đại khái giữa các vị phạm thiên có trường hợp những vị thân đồng tưởng đồng, thân đồng tưởng gì, thân gì tưởng đồng. Cái chuyện ở trong thế giới loài người chúng ta không thấy. Ở trong thế giới loài người chúng ta có chuyện người đó là, nhưng mà đa số con người đó, chúng tôi nhớ rằng người ta nói rằng ở trên thế giới này bao nhiêu tỷ người thì chỉ có một hai người nào đó khuôn mặt giống mình, thỉnh thoảng cái từng người khuôn mặt cái giống chúng tôi nhìn nhận cái đó có, nhưng mà gọi là hàng loạt và hàng loạt người giống nhau thì không có ở trong cõi người chúng ta. Nhưng mà phạm thiên á thì lại có trường hợp là có những vị đó mà thân đồng tưởng gì, có những vị thân gì tưởng đồng, có những vị thân đồng nghe lạ phải không biết. Nhưng mà đó là năng lực. Khi chúng ta học vào cõi đó thì chúng ta sẽ trở lại cái chi tiết này nó kỹ hơn một chút. Và rồi khác với tâm thiện là tâm quả nó không nhiều hoại. Tâm quả đó mà nó hoại là mình chết, là bị phạm thiên chết. Và một khi mà sanh ra bằng tâm quả, rồi cái tiềm thức là tâm quả, thì lúc bây giờ cái sanh nghiệp và cái trì nghiệp đó nó lại tạo nên một cái năng lực duy trì cuộc sống. Ở trong cõi người chúng ta đó thì cái tâm quả gọi là tâm tiềm thức hay tâm hộ kiếp á, nó có tính rất là bất định. Và thường là bất định là không có người sanh ra bằng tâm quả đó, họ sẽ 60 tuổi không có, mà nó rất là có người sống lâu, có người chết yếu, có người sống chết ở tuổi thiếu niên, trung niên, lão niên, vân vân. Ở trong cõi thiền sắc giới, thiền vô sắc thì nó cũng có trường hợp đó. Trong các cõi thiền thì thứ vị là chúng ta nghe cõi trời đại phạm thiên là sống bao nhiêu kiếp trái đất, cõi trời phạm phù thiên là sống bao nhiêu đại kiếp, phạm chúng thiên bao nhiêu đại kiếp, bởi vì chính do cái năng lực của thiền định, do cái năng lực của thiền định. Và những cái năng lực này đó nó có tính cách tương đối là cố định, ổn định hơn là cái tâm ở trong cõi dục giới. Ngay cả chư thiên ở cõi dục giới đó, chư thiên chúng tôi nói ví dụ như sanh lên cõi tứ thiên vương, đau lợi đấu sức dạ ma, nhưng cái tâm dục giới đó, nó không tạo thành một cái tuổi thọ cố định, một cái tuổi thọ cố định như là các cái cõi thiệt, nó không tạo thành tuổi thọ. Cái này để chúng tôi tìm một ví dụ vì sao? Bây giờ quý vị đi làm đó, giờ quý vị đi làm đó, có những cái nghề mà nó rất là ổn định, nhất là tại Âu Châu,
Dạ, tại Âu Châu có nhiều người đi làm đó. Khi đi làm đó họ có bằng cấp dược sĩ hay bằng cấp cử nhân đó, thì họ biết cái ngạch lương của họ đó, nó phải nằm ở trong cái ngạch nào. Và với ngạch lương đó đó, khi mà họ về hưu á, thì họ sẽ được hưu bổng á, với cái tiền nào nó có tác cố định. Nhưng mà ở bên Mỹ, đặc biệt bên Mỹ là có rất nhiều ngành nghề đó, khi mà chúng ta đi làm á, lúc chúng ta về hưu chúng ta không biết, và chúng ta không biết thực sự đó là cái ngạch lương bao nhiêu, chúng ta không biết được. Dạ, chúng ta hoàn toàn không biết, nó có tính cách bất định. Thì chúng sanh mà trong cái mà chúng ta gọi là cõi người đó, dạ, ở trong cõi người thì quý vị, nó lại có cái trường hợp đó là rõ ràng là tuy là con người, nhưng có người sống lâu, người chết yếu. Dạ, có người sống lâu, người chết yếu. Và giờ quý vị qua khỉ trời chúng tôi chút xíu nha. Giờ quý vị chờ chúng tôi. Quý vị nghe được không? Dạ, quý vị nghe được không? Quý vị, tâm quả đó, không những tâm quả dục sắc giới đó, nó không những khác với tâm quả dục giới ở nhiều điểm, mà chúng ta nên hiểu nó khác đi là khi mà mình tu thiền, chứng thiền, đắc được những thâm thiền đó, thì mình cần cái nỗ lực để duy trì cái thiền chứng để không bị hoại thiền. Dạ, duy trì thiền chứng để không bị hoại thiền. Và cái nỗ lực đó nó không có ở tâm quả. Mặc dù tâm quả đó cũng là tâm thiền, nhưng mà tâm quả đó nó tồn tại là do nghiệp lực, chứ không có do định lực. Chúng tôi đó tồn tại do định lực đó, là cái gì đó mà mình phải cố gắng duy trì, nhưng mà nó tồn nghiệp lực á, cái duy trì nghiệp đó, thì trong cái tâm quả đó nó không có sự cố gắng để duy trì, nó vẫn tồn tại như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ nó hơi trong đời sống này đó, mà quý vị muốn có cơ bắp thì mình phải thường xuyên tập thể dục. Dạ, phải thường xuyên tập thể dục. Nếu chúng ta không tập thể dục á, thì những người mà tập luyện về thể hình á, họ sẽ không còn có được cái bắp thịt, không còn có được sức mạnh, mà cái chuyện đó đòi hỏi sự thực hành liên tục.
Nhưng mà nếu một người mà họ sanh ra mà do cái thể chất của họ cao khỏe mạnh đó, thì có nhiều người họ không cần tập luyện mà họ vẫn có cái sức mạnh như vậy. Tại cái sức mạnh đó là do cái chúng ta gọi là thể chất. Dạ, do thể chất chứ không phải luyện. Thì cũng là cái sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh của thể chất nó khác với sức mạnh của tập luyện. Sức mạnh của tập luyện là sức mạnh phải thường xuyên duy trì. Dạ, phải ra sức nỗ lực duy trì. Và không có duy trì, không có tập luyện. Giống cái kiểu người ta nói là văn ôn võ luyện đó. Để không có tập luyện thường thì nó lui sụp. Nhưng mà sức mạnh của cái thể lực là cái thể chất của mình như vậy đó, thì thưa quý vị, nó lại không có trong cái tình trạng mà phải tập mỗi ngày. Chúng ta hy vọng là thí dụ như vậy cũng tạm thôi, nhưng mà chúng ta hy vọng là hiểu về cái công quả. Mặc dù là cả hai tâm thiện và tâm quả sắc giới đó đều là tâm thiện, nhưng mà tâm thiện của cái năng lực của thiền trong tâm thiện sắc giới đó, nó lại không có cái gọi là duy trì, cái nỗ lực duy trì đó, duy trì mà ở trong cái tâm quả đó, ở trong tâm thiện phải duy trì nhân tâm quả đó, thì không có tâm đến cái lực duy trì. Nghĩa là cái trạng thái đó lúc mình sinh ra thế nào thì để sống bình thường nó như vậy, và mình cái tâm khổ kiếp hay là tâm tiềm thức như thế nào thì cái tâm tự nó cũng là cái tâm thiền chứng như vậy, chứ không có thay đổi khác. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn trình bày về liên quan đến tâm quả sắc giới hôm nay, cũng như là những bài học trước trong phần thắng pháp phổ thông đó. Chúng tôi nhắc quý Phật tử là những điều này đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, đậm nét hơn, và dần dà chúng ta có thể có một hình ảnh tương đối là tổng quát hơn khi mà mình học về người, về cõi nghiệp, hay là về những định của tâm thức. Học thắng pháp, thưa quý vị, không thể nào mà trong một ngày, một buổi, một bài học mà mình trình bày hết khía cạnh, nó không có. Dạ, không có. Nó lạ lắm là cứ ở phần này mình học được chút, phần tới học được chút nữa, thì lâu ngày chúng ta nhận ra nó là như vậy đó. Nó là như vậy. Thật ra đừng bao giờ nghĩ rằng ở trong bài học mà chúng ta có thể nói đúng hay là trình bày hết. Để xin được kết thúc bài học hôm nay ở tại đây. Và bây giờ thì quý vị chúng tôi tụng đức ở trong có mặt ở đây không? Ôi dạ, có tiên tổ pháp năng ơi, có nghe được không? Nếu chúng ta có cần nghe được, xin thỉnh thì tôi cần quan nghĩ trả lời cho một câu thảo luận. Thì một lần nữa xin được hỏi chúng ta học đăng đó có nghe dạ. Dạ. Dạ, có nghe được. Dạ. Thì tôi học đăng không biết là có bao giờ thượng tọa đọc ở trong kinh mà có cảm nhận rằng những cái kiến chấp, và đặc biệt là về tà kiến, tương đối nó thí dụ mình ở trong cõi dục giới đó, thì những chuyện như sát sanh, trộm cướp, những cái sở hành bất thiện nó nhiều, nó nổi trội. Mà trong lúc đó thì thượng tọa có thấy rằng ở trong kinh thường ghi lại những vị phạm thiên mà mang những cái chấp kiến nặng, hay là ở trong kinh phạm vọng thì nói về tà kiến. Và thậm chí khi mà nói về cái quan niệm sai lạc thì Đức Phật dùng chữ Brahmacha là phạm vọng. Thì thượng tọa có thể cho một vài cảm nhận là tại sao riêng đối với các vị phạm thiên đó, giới, dĩ nhiên ở đây phạm thiên sắc giới đó, thì lại cắt nặng về cái quan kiến và nó trở thành trang chấp kiến không? Ở cái tỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Nói lĩnh vực này thì tự mình để ý trong cái học vi pháp. Bữa hôm nay thì mình học năm tâm thiền sắc giới, năm tâm quả sắc giới. Thì ngày có đặt ra cái câu hỏi này. Và câu hỏi này đó thì nó cũng liên quan đến cái bài. Ví dụ như giờ chúng ta
thấy một cái đại phẩm thiên đó. À, thì giả sơ thì sanh lập, và cái tuổi thọ của đại phẩm thiên đó là suốt một kiếp trái đất. À, nhưng mà rồi cũng có những người họ chứng sơ thiền, họ cũng sanh bằng cái tâm quả sơ thiền, họ sanh lên cái cõi phạm thiên sơ thiền, nhưng mà họ là phạm chúng thiên. À, và cái tuổi thọ của phạm chúng thiên á, chỉ phần bằng 1/3 kiếp trái đất. À, có nghĩa là không bằng đại phạm thiên. Và hồi nãy giờ chúng tôi ngồi nghe đó, thì chúng tôi cũng có nhiều ý mà trong cái bài giảng của ngài hòa thượng, và chút nữa thì chúng tôi từ từ chúng tôi trình bày quý vị nghe. Thì khi mà nói đến cái vị đại phạm thiên đó, thì vị này á, là tất cả chúng sanh sanh ra là do ý hóa thành. À, cái vị đại phạm thiên sanh trước có tuổi thọ một kiếp. À, mình cũng có gọi giống như vua trời phạm thiên vậy, vì nó sanh trước. Nhưng mà ngược lại bị nó lại chết sao quý vị. À, thì hồi nãy quý vị cũng nghe ngài hòa thượng nói về cái tâm quả đó, nó tâm quả sắc giới do cái năng lực thiền, và cái tuổi thọ nó giống như là một kiếp trái đất là một kiếp trái đất, chứ nó không có giống như con người chúng ta sanh ra rồi chết sớm chết trễ, chết non chết già, rồi thì nó khác biệt với nhau, thì nó nhiều cái chuyện phải bàn lắm, nhiều chuyện phải nói. Khi mà vị này á, đại phạm thiên, vị này có trước đó, thì vị này suy nghĩ ước gì có một chúng sanh họ có mặt ở đây với ta. Thì lúc bây giờ những người họ tu tập sơ thiền, họ đắc sơ thiền và họ sanh lên cái cõi phạm thiên sơ thiền, nhưng mà họ làm phạm chúng thiên, cái tuổi thọ của họ còn 1/3 kiếp trái đất. Và cái vị đại phạm thiên sanh trước đó, cái vị này mới suy nghĩ rằng do ta muốn cái người này có, nên ta là ta sanh cho người này. Và cái vị mà phạm chúng thiên á, sanh ra sao đó, vì đó cũng có cái tâm, cũng có cái thần thông nữa quý vị, cũng có tha tâm thông nữa. Vì đó cũng biết được vị đại phạm thiên muốn có mình mà mình có mặt. Và mình đó là con của vị đại phạm thiên. À, đây là một cái điểm cũng rất là đặc biệt của quý vị. Tại vì quý vị biết rằng những cái vị phạm thiên sanh lên nó cũng giống như chư thiên, họ có thần thông liền, phạm thiên cũng có thần thông liền. Nhưng mà họ cũng biết được cái tâm vị đại phạm thiên muốn có mình là mình có mặt. Và cái vị mà đại phạm thiên ta muốn có người này mà người này có mặt, nên gọi là ý hóa thành đó quý vị, do ý hóa thành. À, và những cái việc đó không phải là sai, mà cái việc đó là do Đức Phật ngài nói là do cái quá sanh. À, những cái vị phạm thiên này là quá sanh chứ không phải thai sanh giống như cái nhân loại rồi các loài mang sanh qua dạ con. Thì cái vị phạm chúng thiên đó với có nhiều cái tà kiến mà cái vị đó do cái vị đó có mà liên hệ đến cái tuổi thọ của vị. Ví dụ như một cái vị đại phạm thiên đó họ sanh thì là người mình chết thì 100 năm mình chết đợi 100 lần vị đó chưa có chết. Vị đó chưa có chết, vị đó nghĩ rằng mình là sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, tạo ra các loài này. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái vị đại phạm thiên thấy mình sống hoài như vậy đó, thì cái vị đó có cái tà kiến là mình là bất tử. Đó là một cái tư tưởng mà Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh Phạm Võng. Có nghĩa là vị đó chưa có bất tử do cái tâm quả thiền. Và cái tâm quả sơ thiền đó là cái nghiệp gọi là cái trọng nghiệp quý vị. Chúng ta học có hai loại trọng nghiệp bất thiện và trọng nghiệp thiện. Trọng nghiệp là cái nghiệp lớn nhất á. Và một người đắc sơ thiền với cái trọng nghiệp sơ thiền đó, nên họ sanh về với cái tâm quả sơ thiền, sanh về ba cõi sơ thiền. Họ giữ cái thiền nó không quại, như là lời của ngài hòa thượng nói hồi nãy đó, có nghĩa là cái họ hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền diệt tự tại, và phản kháng thiền tự tại. Và họ thường hành thiền nên họ duy trì cái năng lực thiền, và họ sanh, họ tử, họ sanh lên bằng cái tâm quả thiền. Thì như vậy nên khi mà họ sanh lên cõi đó đó, do cái tâm tâm quả sơ thiền, nhưng mà họ không có hiểu được, như là Đức Phật là bậc nhất thiết trí, Đức Phật ngài biết họ là quá sanh, họ cái do cái năng lực thiền
và họ với cái năng lực ngũ quyền mạnh nên họ sanh làm đại thành thiên. Và ý họ muốn sanh nên họ nghĩ rằng họ sanh ra những này do ý quá, là do ý của họ mà có. Như vậy thì không thoát khỏi cái biên kiến của gì. Họ không thấy được cái tâm và cái tâm quả. Không quả thực sinh, họ không thấy được điều đó. Không thấy gọi là với điều mà Đức Phật Ngài nói rằng Ngài với cái Phật trí của Đức Phật Ngài thấy được vấn đề đó. Nhưng họ thì họ được vấn đề của họ. Nên bình thường quý vị hay nghe câu là người cao đó nhìn xuống người thấp biết. Như Đức Phật là bậc toàn giác đó, thì Đức Phật nhìn hết chúng sanh Ngài biết. Và khi mà những cái bị phạm chúng đó, họ chết và sanh xuống cõi nhân loại, nhưng mà họ vẫn sanh làm người tam nhân quý vị. Đây là một cái điểm cũng cực kỳ thì chúng ta phải để ý. Họ không bao giờ sanh xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và A-tu-la. Mà họ sau khi cái mãn kiếp phạm thiên của họ đó, thì họ sanh xuống nhân loại. Vì cái thường cận y duyên đó, họ thích tu thiền. Và khi họ tu thiền, họ nhớ được một kiếp. Họ nhớ được một kiếp. Và họ thấy cái vị đại phạm thiên vẫn còn sống. Nên vị đó nói rằng vị đại phạm thiên là tạo ra. Bây giờ mình sanh xuống đây đó là mình do một số cái pháp nào đó mà mình tự ở cõi đó mình sanh xuống đây. Nhưng mà vị đó cũng không biết rằng do cái mãnh lực của tâm quả sơ thiền của vị phạm chúng thiên đó chỉ có 1/3 kiếp trái đất thôi. Vị đó không hiểu được điều đó. Nên vị đó đó sanh xuống và vị đó tu thiền kiếp trước và được mình sanh ở cõi phạm thiên. Và cái vị đại phạm thiên đó là cha của mình vẫn còn sống ở đó. Mình đó là chết đi, sanh lại. Nên vị đó mới nghĩ rằng vị đại phạm thiên là bất tử, không có chết. Nên vị đó, cái tôn thờ phạm thiên thì trong kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ cũng có nói rất là nhiều vấn đề này quý vị. Nhưng mà tại vì những cái vị đó đó, là bản chất vị đó ở trên cõi phạm thiên đó, thì không phải là vị đó hiểu được hoàn hảo. Mà những cái hiểu đó, những cái cách quá sanh là điều thứ nhất. Điều hoàn toàn thấy sai, chứ không phải là đó là sẽ là những có cái tha tâm thông biết có mình là có mình đó, thì vị đó có. Nhưng mà vị đó nghĩ sao cái đó là vị đó nghĩ rằng vị đó sanh ra mình, đó là sai. Và mình là quá sanh là đúng, chứ còn không phải là vị đó sanh ra mình. Và cái vị đại phạm thiên đó, vị đó nghĩ rằng do mình suy nghĩ mà có vị này nên ta là cha, sanh ra vị này là con của ta. Cái đó cũng là sai. Cái vị đại phạm thiên á, là thấy như vậy cũng sai. Mà cái vị này là do cái quả sơ thiền, do cái chứng được sơ thiền mà sanh lên đây, chứ không phải là do cái vị này muốn mà có. Chúng ta hiểu như vậy. Tại vì trong vô số những chúng sanh tu thiền đó, thì có những người đó họ sanh vào những cái lúc đó, bất luận lúc nào cũng có người sanh và tử. Quý vị phải hiểu vậy đó. Thì khi mà có mặt cái vị đại phạm thiên nó cũng đã sai rồi, và cái vị phạm chúng thiên cũng đã sai rồi. Từ cái cõi phạm thiên chết sanh xuống đó, vị này tu thiền nhớ được kiếp trước đó, vị này tuyên bố lên những điều đó, và trong kinh Phạm Vọng có nói vấn đề này. Và chúng ta hiểu đó, là hiểu mà hiểu chín chắn đó, thì chúng ta mới thấy được mình lợi ích cái học vi diệu pháp. Cái học vi diệu pháp mình hiểu được cái lợi ích là cái chúng sanh là quá sanh, là cái cõi này đó là cõi phạm thiên sơ thiền. Nhưng mà những vị phạm thiên đó, nó có vị đại phạm thiên, có vị phạm phụ thiên, có vị phạm chúng thiên, chứ không phải là đồng với nhau hết. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được vậy đó, chúng ta mới thấy những vị phạm thiên nó vẫn có những cái tà kiến, những cái tà kiến ngũ quẩn á. Bởi vì chúng ta thấy vị tu đầu quần mới diệt được cái tà kiến ngũ quẩn. Còn những cái vị phạm thiên nó vẫn còn những cái tâm tham tà kiến, thì những vị nó còn cái tà kiến ngũ quẩn là dĩ nhiên rồi. Vị đó hoàn toàn dù là có thần thông mà vị đó vẫn thấy sai, chứ không phải là cái thần thông của vị đó là thấy đúng đâu quý vị. Chỉ thấy được cái sự hạn hẹp và cái sự suy tưởng sau đó là một cái sự suy tưởng sai lầm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, nói như vậy đó để chúng ta hiểu rằng
cái Đức Phật ngày phân biệt về các cái tuổi thọ của các cõi phạm thiên, và ngài nói đến cái phạm trong cái cõi sơ thì nó cũng có ba, nhị thiền cũng có ba và tam thiền cũng có ba, giống như là Quan Âm thiên, Thiểu Quan thiên, Vô Lượng Quan thiên, thì cái hào quang đó nó khác biệt với nhau, quý vị, ánh sáng khác biệt với nhau. Thì điều này đó cũng là Đức Phật ngài nói cũng do năm quyền và bốn giới túc nó khác biệt với nhau trong sự tu tập đó, nó không có đồng với nhau. Chính vì điểm không đồng với nhau đó nên cái vị đó, đó có cái sự khác biệt, thì đó đều phải thai sanh. Và chúng ta cũng có cái nhận lầm, mà mình sẵn học cái này mình cũng nói chút xíu. Ví dụ như cha mẹ có tin cha quyết mẹ, có nghiệp có thức chúng ta tái sanh làm một người nào đó, thì người mẹ nó nói rằng mình là mẹ, đó là con. Điều này cũng không hoàn toàn không phải là tự ngộ, cũng có nhận định đó, một cái nhận định mà chúng ta không hiểu được hoàn toàn. Có nghĩa là chúng sanh này tục sinh đó, là do những cái điều kiện, do cái nghiệp của vị đó, do cái thức như tục sinh. Và nõn bào cái tinh trùng là cái phần của cha của mẹ, và cái thời kỳ của người phụ nữ là cái thời kỳ thụ thai của người phụ nữ, nên mình nhận cái người đó là con, và cái người con mình sanh ra cũng nhận mình là cha là mẹ. Thì cái điều này nó cũng mình nói nó sai hết cũng hoàn toàn không đúng, nhưng mà nói đúng hết hoàn toàn cũng không đúng. Và Đức Phật ngày phân biệt cho từng ly từng tí để mình đỡ có cái chấp thủ. Mình không có chấp thủ đó thì mình sẽ suy nghĩ những cái hay hơn. Ví dụ những người cha, người mẹ mà sanh ra những vị Bồ Tát đó, những vị mà tu hành hơn mình đó, là cái phước duyên của mình. Ví dụ mình sanh ra trong gia đình mà mình có con là những người xuất gia, thì mình phải nói là cái phước duyên của mình ở trong cái sự thiện pháp, cái thù thắng. Cái vị này sanh ra chọn mình là mẹ, là cha, nhưng mà vị này sẽ thành bậc Thinh Văn Giác, hay là những vị pháp sư tứ tuệ phân tích này kia nọ sẽ có. Cái đó là cái điều mà các sứ quốc giáo đó họ học và họ hiểu đó, nên họ tuy rằng những cái người con của họ nhưng mà họ vẫn tôn kính được, vì họ nghĩ rằng mình có cái thiện duyên rất là đặc biệt mà mình sanh ra được những cái người con xuất gia và đang tu tập. Còn đối với Phật tử chúng ta, mà nhất là người Việt đó, thì chúng ta không hiểu được vấn đề này, nên chúng ta có sự nặng nề nhiều quá trong vấn đề này, và nó đó là cái sự trở ngại cho cái con đường mà chúng ta gặp được các bậc thánh nhân. Tại thường thường quý vị biết rằng nhé, nếu mà mình là người tu rồi thì mình cũng muốn gặp được các bậc tương lai sẽ thánh nhân. Có nghĩa là người đó trong gia tộc của mình hay trong gia đình của mình là con, là thân bằng quý thuộc của mình. Tại vì nó có nhiều điểm đặc biệt quý vị, nhiều điểm đặc biệt là Đức Phật nói một cái vị xuất gia ở trong gia đình mình đó, thì mình hỏi pháp lúc nào cũng được hết. Và vị đó phải có phận sự tiếp độ quyến thuộc. Như vậy thì những cái điều đó là những cái điều đặc biệt một chúng sanh mà khi sanh ra có được điều đó. Thì những vị phạm thiên đó nhiều khi họ cũng không thoát khỏi cái sự sanh tử. Và Đức Phật ngài nói rằng những vị phạm thiên cái tâm bốn tâm tham tà kiến chưa có dứt trừ, nên họ vẫn còn cái tà kiến ngũ quẩn. Họ vẫn hiểu sai về cái ngũ quẩn của họ. Và họ vẫn hiểu sai và họ vẫn chấp sai cái ngũ quẩn của họ. Tại vì họ có thần thông, họ có thiền, nhưng mà họ không thấy được cái sanh tử, không có sanh tử trí để họ thấy cái sự sanh và sự tử do cái nghiệp, nghiệp thức quả thức, họ không thấy được điều đó. Thì khi mà chúng ta học á, chúng ta học nhiều pháp á, thì có lẽ là chúng ta phải học 14 sự, như là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự đếm, sự đụng, sự tái tục, hậu kiếp, tử, na cảnh, rồi sự động lực. Thì chúng ta hiểu rằng những cái tâm thiền sắc giới á, nó làm sự động lực. Còn cái tâm quả sắc giới đó, nó làm việc tái tục, hậu kiếp, tử. Trong 14 sự đó quý vị, 14 sự đó. Như vậy á, thì cái tâm thiền đó là mình phải duy trì, cái động lực mình phải duy trì. Nhưng mà cái tâm quả sắc giới đó, thì tâm đó làm việc tái khổ tử, đó là cái phần sự của cái tâm đó thôi. Thì cũng như nãy ngoài hòa thượng ngài nói đó, cái nghĩa là chúng ta học vi pháp đó thì chúng ta đã biết rằng cái việc hành thiền của chúng ta là việc động lực, và cái động lực này đó chúng ta phải làm cho nó trọng nghiệp, mà chúng ta phải duy trì cái thiền nó hoài, cái thiền hoài cho ra cái tâm quả
làm việc phạm thiên. Và cái cõi phạm thiên thì như ngài hòa thượng nãy nói đó, không có phải là vị đó có thiền, vị đó do cái mãnh lực tâm thiền cho cái tâm sinh. Chúng tôi cũng có suy nghĩ giống như là người mà tạo ra cái thanh nguyên tử vậy quý vị. Cái thanh nguyên tử đó thì tạo rất là mau. Họ có thể duy trì một cái năng lượng nào đó để thành thanh nguyên tử, nhưng mà thanh nguyên tử đó đem mà gắn vô cái tàu sân bay đó thì suốt mấy chục năm trời như vậy nó mới mòn mỏi hết cái thanh nguyên tử đó, chứ không phải là cái thanh nguyên tử đó mà làm nó lâu giống như vậy thì nó làm mấy chục năm để được cái thanh nguyên tử rồi mình xài mấy chục năm. Nó không giống như vậy. Mà chúng tôi nghe ngài hòa thượng nói về cái tâm và ngài đưa ra cái ví dụ, chúng tôi có cái suy nghĩ, chúng tôi nói giống như một người tạo ra cái thanh nguyên tử vậy đó. Quý vị biết họ luyện cái thanh nguyên tử nó cũng không lâu á, họ có cái thanh nguyên tử đó, nhưng cái thanh nguyên tử đó họ có thể xài vào một cái vũ khí bằng chiếc tàu sân bay đó, thì mấy cái thanh nguyên tử đó họ xài suốt mấy chục năm trời thì cái thanh nguyên tử đó nó mới hết năng lượng. Thì cái tâm thiện nó giống như là cái tâm thiện đó, chúng ta hiểu là cái đó là cái sự động lực. Ở trong đó động lực thì nãy ngài hòa thượng ngài nói thì chúng tôi có xin cái động lực mà trọng nghiệp đó, thì tại sao Đức Phật gọi là trọng nghiệp? Ví dụ mình làm bất thiện mà trọng nghiệp đó, thì nó cho quả liền là chết, xong rồi mình sanh xuống địa ngục liền. Đó là giết cha giết mẹ, hoặc là chích mát Phật, giết bậc A-la-hán, phá hoại tăng. Đó là những cái tâm sân, những cái tâm bất thiện mà nó tạo ra cái hiện báo nghiệp ngay hiện tại mình bị rất rút. Và cái sanh báo nghiệp là mình rơi vào địa ngục, và cái hậu báo nghiệp là mình phải chịu địa ngục lâu dài. Nên nhiều khi quý vị biết có những lúc chúng tôi lại suy nghĩ đó, một cái người mà sanh vào địa ngục họ sanh rất lâu quý vị, họ chết sống biết bao nhiêu lâu. Nên Đức Phật này thí dụ như cô Ca Lý Cá là sanh vào địa ngục Xe Hồng lâu kinh khủng, những học cải tí như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái bị phạm thiên đó, tà kiến bị phạm thiên chỉ được tà kiến, chỉ có bị thánh tu được quần mới được tà kiến. Bởi vì bốn tâm tham hợp tà bị tu được quần mới diệt được, và cái bị phạm thiên nó chưa có diệt được bốn tâm tham hợp tà, nên cái tà kiến nó vẫn còn, và cái tà kiến ngũ quẩn nó vẫn còn, cái sự sai quấy không có đúng với cái con đường chánh đạo mà Đức Phật này dạy trong kinh Cảm Giọng, những bị phạm thiên vẫn phải có chứ không thể nào thoát khỏi. Như vậy nên Đức Phật đó mới gọi là bậc đạo sư của cõi phạm thiên, là thầy của cõi phạm thiên trong tám hội chúng quý vị. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì con trả lời như vậy không biết như có sấy do hết cái ý của ngài hòa thượng hay không. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị biết rằng những vị phạm thiên đó là chúng ta hiểu rằng những vị đó sống lâu, những vị đó sống lâu như là phạm thiên bát khá, chúng ta thấy vị này sống rất là lâu. Cái thời là có một thời làm thầy của Đức Bồ Tát, và Đức Bồ Tát bây giờ thành Phật, mà vị này còn ở trên cõi phạm thiên đó. Vị này mấy cái tà kiến này nghĩ rằng ngài thuyết gì về vô thường không có, ổng là ổng sống hoài như vậy lâu lắm. Và chúng ta cũng thấy một điều mà Đức Phật đã dạy trong cái sự ra đời của Đức Phật đó. Cái tuổi thọ là người không quá 100.000 tuổi. Nếu mà quá 100.000 tuổi đó, nói vô thường họ không có nhận ra được vô thường. Cái nghĩa là nói vô thường á, họ không nhận được, tại họ sống lâu quá lâu như vậy, nên họ không thấy được vô thường. Vô thường trở thành rất là tế nhị, rất là khó thấy. Nhưng mà là người dưới 100 tuổi đó thì Đức Phật cũng không xuất hiện, vị chánh đẳng giác cũng không xuất hiện gì á, nói vô thường chưa kịp tu đã chết rồi. Nhất là thời kỳ này quý vị nghe nói vô thường mà chưa kịp tu đã chết rồi. Mình thấy vô thường cái gì có vô thường cũng lẹ quá, thì năm giờ cho đến giờ các nhậu học có nói rằng cái ngày bây giờ nó cũng ngắn hơn nữa quý vị, có nghĩa là ngày bây giờ nó bị ngắn hơn nữa, cái quả đi cầu nó quay lẹ hơn nữa. Nên nó nhiều khi quý vị thấy quý vị thấy nó cũng có nhiều cái điểm. Bây giờ thì con xin trả lời cái câu của ngài hòa thượng như vậy. Bây giờ không biết ngài hòa thượng có đặt ra câu hỏi nào nữa không. Dạ, hòa thượng cứ đặt ra thì con sẽ suy nghĩ, con trả lời. Dạ, con kính đảnh lễ và con xin gửi mic lại cho ngài hòa thượng. Sa thú kính trình thưa hội trần.
Thì rõ ràng, nhưng khi mà chúng ta nói về tâm quả sắc giới đó, thì rõ ràng cũng có đề cập đến là khi mà sanh vào cõi phạm thiên đó, do cái năng lực của thiền định thì cuộc sống lâu hơn, ổn định hơn. Nói cái lâu và cái ổn định của phạm thiên thì chúng ta không có tưởng tượng được đâu. Chúng ta ở cõi dục giới chúng ta không tưởng tượng được. Ở Bina, ở cõi dục giới chúng ta mà nói sống ổn định đó, thì nó hoàn toàn nghĩa khác. Mà nói chứ về phạm thiên mà nói cuộc sống nó ổn định và nó lâu hơn thì hoàn toàn nghĩa khác. Thì đạo pháp đang có nghĩ rằng do cái sự sống quá lâu và cuộc sống quá ổn định đó, con người hay tăng trưởng cái niềm tin cũng như cái quan niệm về ngã chấp, và đặc biệt là những ngã chấp thường hằng bất biến, cái dạng ngã chấp trường cửu, thì tòa pháp đăng có thấy điểm đó không? Ví dụ cuộc sống mình nó mà nó quá giàu có, quá ổn định đó, thì cái ngã chấp của mình đã tăng trưởng, thì tòa có tin như vậy không? Thì xin kính thỉnh thưa tòa hoàng nghị trở lại. Dạ. Cái này là quả thật là vậy đó, ngài hòa thượng. Những vị phạm thiên khi mà sống lâu quá thì họ lại có cái ngã chấp, họ có cái tà kiến ngũ quẩn, họ cho rằng họ là bất trưởng bất tử gì đó. Chính những điểm đó là trái với cái lời dạy của Đức Phật, trái với cái pháp. Tại vì chúng ta sống lâu thì đó, thì Đức Phật ngài phải nói lên cái vấn đề sanh tử và ngài cho ra họ biết. Ví dụ chúng ta thấy như là của cái câu chuyện của ngài Hòa Thượng Hội, con đọc rồi con rất là thích. Trong đó nói đến cái việc mà Đức Phật ngài độ phạm thiên bát há, và cũng làm cho mình có nhiều cái suy nghĩ lắm quý vị. Mình đọc những câu chuyện đó, mình học chiêu pháp có nhiều cái suy nghĩ lắm. Tại vì cái vị phạm thiên bá cá đó đắc được ngũ thiền, sanh lên cái cõi quả quả, rồi vị đó đó là chết mà không giống như là mình đó, mình chết mà sanh, mà những vị đó quá sanh từ cái cõi này, vị đó rớt xuống cõi dưới, nhưng mà vị đó giống như ngủ thức dậy thôi. Một dòng tâm tái tục hộ kiếp và tử, rồi cái tâm tái tục á, một cái tâm thiền tái tục nó có nữa, và vị đó rơi xuống cõi nhị thiền, rồi rơi xuống cõi tam thiền, rồi xuống cõi nhị thiền, và vị đó đó là có cái sự chấp tay, là vị đó thấy mình đó là sống lâu quá trời lâu, thấy mình sống quá trời lâu như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài cho biết rằng vị đó đã chết mấy lần rồi. Là Đức Phật ngài chứng minh đó, là ngài nói đến cái cõi đó, và cái cõi đó có những cái thù thắng. Ví dụ chúng ta thấy nói như là Asura mà lên ở trên cõi trời Đau Lợi mà thiên chủ Đế Thích mới đó quăng mấy vị Atula xuống, từ cõi Đau Lợi xuống thì nó hóa thành cái cõi Atula. Và những vị này cũng có phước, và cái cõi Atula quăng xuống nó vị đó giống như những người ngủ say bị người ta quăng xuống. Quăng xuống thì tỉnh dậy đó, sau này vị đó mới nhìn cái cây á, cây những cái cây ở cõi Đau Lợi và những cái cây cõi Atula nó khác nhau. Vị này mới biết là mình bị thiên chủ Đế Thích quăng mình xuống dưới cõi dưới này. Nhưng mà những vị này khi rớt xuống dưới á, cái phước của những vị này vẫn còn, nên vị này vẫn hưởng cái phước chư thiên. Chúng ta hiểu là Atula thiên có nghĩa là vị này là từ cõi. Thì trong kinh đọc quá thì bây giờ những cái phước duyên mà mình tạo đó cho mình ở cái cõi thọ hưởng cái cõi đó, tuy rằng cái câu chuyện đó thì có trình bày về cái vị chúa Đau Lợi không có muốn những cái người dân ở trong cái xứ mình mà say xỉn như vậy, nên mà vị đó phước họ vẫn được cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, họ vẫn có những cái cây tiên tử đó, họ uống đó, thì họ ngủ một ngày bằng 100 năm hay là 50 năm của chúng ta.
thì họ mới tỉnh dậy. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó, đó là trong kinh nói về cái phước duyên của những chúng sanh đó. Nhưng mà chắc chắn rồi, như là cái câu mình đặt ra đó, thì quý vị biết rằng cái con người của mình khi mà giàu đó, khi mà giàu sang, mình có cái ổn định đó, thì nói đến cái sự khổ đó, mình cũng cũng thấy ai khổ chứ mình đâu có khổ gì đâu. Mình vẫn có những cái phước báo công đức nó hộ trì cho mình và mình không thấy những cái khổ đó. Và cái đó cũng làm cho mình có sự kiêu mạn, quý vị, cũng có sự kiêu mạn. Và loài người hay là phạm thiên đó, thì phạm thiên có tuổi thọ lâu đó, thì họ tất nhiên là họ phải có cái kiêu mạn đó rồi. Họ có cái tà kiến trong cái sự hiểu sai chấp lầm của họ. Và Đức Phật thì xuất hiện đó, thì Ngài là vị sư của 8 hội chúng, trong đó có hội chúng phạm thiên đó. Thì Ngài phải làm sao để độ những chúng sanh phạm thiên có duyên, có nghĩa là những vị phạm thiên có duyên với Đức Phật để giác ngộ thì Đức Phật Ngài độ. Và Ngài thuyết giảng cho những vị đó để trong cuộc đời của Đức Phật có một đại hội chư thiên. Thì trong đó chư thiên tất cả các cõi trời đều Đức Phật hết. Đây là một cái điểm mà chúng ta hiểu chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác mới có một cái sự hy hữu này thôi, chứ còn những vị khác thì không có sự hy hữu này. Chính vì điểm đó nên Đức Phật là bậc thầy của Phạm Thiên, và Ngài muốn độ Phạm Thiên thì Ngài phải độ như thế nào? Ngài cũng có cái Phật trí để Ngài phân biệt những cái thiện pháp mà những vị đó đã hành trì và những cái thiện quả nó trổ sanh, và với cái trọng nghiệp đó, phân biệt cái trọng nghiệp là một cái sức mạnh quá, một cái vật này nặng quá đó, thì nó là một cái vật rất là nặng, thì cái trọng nghiệp đó nó cho những cái vị đó sau khi chết nhất định mới sanh lên cõi phạm thiên của mình. Với cái động lực mà thiền đó, nó đặc biệt hơn cái động lực dục giới tại chỗ đó. Cái động lực thiền đó, nhưng mà động lực dục giới nó cũng có những cái điểm đặc biệt. Ví dụ chúng tôi có lúc rồi chúng tôi ngồi chúng tôi nghe sư trưởng nói và chúng tôi để ý đó, mình học vì pháp, nhưng mà những vị mà lão sư diệu pháp ngồi nói chuyện mà lâu lâu mình để ý mình mới thấy được cái hay. Có nghĩa là người á mà đắc thiền á thì cái động lực thiền nó cho ra cái sanh báo nghiệp thôi. Nó cho ra sanh báo nghiệp là kiếp sau thôi. Nhưng mà nếu mà mình làm thiện á thì cái thiện của mình nó cho ra cái hậu báo nghiệp. Đây là cái điểm mà quý vị phải nhớ. Cái nghĩa là cái tâm thiền nó giống như nó dồn cái sức mạnh động lực đó, là động lực mà trọng nghiệp. Nhưng mà nó chỉ cho cái sanh báo nghiệp là kiếp sau sanh lên cõi phạm thiên với cái tâm quả sơ thiền thôi. Cái vị mà tạo thiện nghiệp đó thì nó cái động lực nó không giống như cái động lực của thiền sắc giới, nhưng mà cái động lực của dục giới nó cũng đặc biệt, cái là nó cho ra nhiều kiếp về sau này cái hậu quả nghiệp nó nhiều hơn. Ví dụ giờ quý vị cúng dường cho chư tăng, quý vị kiếp sau quý vị chết sanh lên cõi trời rồi, cái hậu quả nghiệp nó vẫn đổ sanh hoài, nếu có cơ hội đổ sanh. Đây là một cái điểm cũng đặc biệt giữa cõi người và cõi phạm thiên sắc giới, hay là các cái cõi người và cõi phạm thiên sắc giới cũng có cái điểm đặc biệt này. Có nghĩa là ở cõi nhân loại chúng ta đó, thì cái tâm quả chúng ta làm việc tái tục khổ kiếp tử đó, thì có nhiều khi đó, chết sớm chết trễ chúng ta không biết được, nhưng mà Đức Phật thì biết. Và chúng tôi đọc và chúng tôi suy nghĩ một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ quý vị, để chúng tôi nói quý vị nghe. Dụ như một cái người mà bị rắn cắn chết thì cái tâm làm việc tái tục cầu kiếp và tử, nó tới lúc đó là phải có tâm tử thôi. Thì chúng ta gọi là xui quá, bữa nay đi con của mình đi bờ ruộng bị rắn cắn chết, nhưng mà đối thôi. Nên Đức Phật ví dụ chúng ta nghe những câu chuyện những đứa ăn bò và nghĩa, nếu mà nó không có cúng dường Ngài đó, tâm gọi là tử, nó có cái tâm tục sinh đó, thì nó sẽ rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu mà đứa bé đó nó có cái bánh mà em đi chăn bò, nó cúng dường cho Ngài đó, thì Ngài thọ thực xong rồi nó quan hỷ, nó cũng bị con rắn chết, nhưng mà cái tâm quan hỷ với cái thiện mà gọi là cái động lực đó, thì lại cho nó sanh lên cõi trời. Đây chỗ này chúng tôi nói với quý vị để ý. Có nghĩa là Đức Phật này biết đứa bé đó tử đó, thì nó sẽ có một cái tâm tục sinh, và cái tâm đó phải là tâm động lực.
Cái tâm động lực á, là nó tạo ra cái tâm quả để tục sinh, mình gọi là phúc nghiệp nghiệp thức và quả thức đó. Thì trong nghiệp thức đó thì có rất là nhiều những loại nghiệp, nhưng mà nó sẽ là cái cận tử nghiệp, cái cận tử nghiệp, và sau cái cận tử nghiệp nó có cái tâm tục sinh Phật tử rồi tử rồi cái tâm tục sinh. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta mới thấy rằng á, những cái người mà bị bò hút á, ví dụ chúng ta nghe câu chuyện trong kinh mà ngài Mục Kiền Liên đó, ngài Mốc Ca La Ná đó, ngài có cái tâm từ với cái bà Chiên Đà La, và Đức Phật á, thì ngài thấy bà Chiên Đà La này đó, nếu mà gặp ngài đó, bà chấp tay bà xá chào đó, thì bà chết và sanh lên cõi trời. Nhưng cái bà Chiên Đà La này nếu mà không có gặp Phật á, thì bà chết và lại rơi vào trong đọa xứ. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài đi tới, cái bà Chiên Đà La này gặp Đức Phật á, vẫn không có chịu chấp tay lại. Ngài Mục Kiền Liên ngài nói lên một cái bài kệ, ngài nói một bài kệ là: này bà Chiên Đà La, phước duyên đến với bà bậc đại giác xuất hiện, bà hãy nên đảnh lễ, bà hãy cúi đầu đi, bà sẽ được an lạc. Thì cái bà này, cái bài kệ nó có những cái câu tự tựa như vậy thôi, chứ quý vị đừng nghĩ là chúng tôi coi xong rồi chúng tôi thuộc, chúng tôi chỉ lấy cái ý mà chúng tôi diễn đạt thôi. Thì cái bà Chiên Đà La này, bà nghe Ngài Mục Liên nói như vậy đó, thì bà mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Khi đảnh lễ Đức Phật xong rồi đó, thì Đức Phật đi với bà, nhìn Đức Phật bà mà chết, bà được sanh lên cõi trời, quý vị. Đây cũng một cái điểm mà cũng có nhiều ý nghĩa mình xin mình hiểu. Một cái người đắc thiền á, thì họ phải duy trì cái tâm quả thiền để họ sanh lên cõi đó. Và cái tâm quả thiền á, thì nó không có bị, nó là một cái trọng nghiệp, nó không có bị những chi phối khác của những cái tâm quả dục giới. Cái tâm quả dục chúng ta á, thì cái tuổi thọ nó bất định, tại vì ở trong cái sự luân hồi của chúng ta đó, nó còn dư âm những cái nghiệp trước nữa, và nó lẫn lộn tổ sanh. Chúng ta phải hiểu rằng còn cái vị đại phạm thiên đó, thì cái tâm quả ngũ thiền cho sanh lên ba cõi sơ thiền đó, cái tâm quả sơ thiền cho sanh lên ba cõi sơ thiền, nhưng mà mãnh lực thiền đó, và cái cõi đó là cái cõi không có tổn hại, có nghĩa là chúng sanh nó hết tuổi thọ chết thôi. Còn cái cõi của mình đó, là cái cõi có tổn hại, nên mình bị phi nhân hại mình chết, hay là mình bị này kia nọ chết đó, là cái chuyện đó nó phải có thôi quý vị. Cái cõi mình có tổn hại, và cái tổn hại đó là tổn hại đến sinh mạng của mình. Và những cái nghiệp ở cõi dục giới đó, thì chúng ta thấy chúng ta sanh ra loài người đó, thì chúng ta gặp thế giới đa sân, đa cái hạnh nghiệp, nên đó, cái mạng sống của mình đó, mình gọi là mình sanh vào cái thế giới có tổn hại, nên đó, những cái điều đó nó sẽ giết mình. Dù là bậc A-la-hán đó, thì chúng ta thấy như là các cái vị mà như là Bà Hy Giá đó, đắc quả ở tháng, nhưng vẫn bị con bọ mộng hút chết. Hay là ngày Ca Sa Bá đó, ngày vẫn bị con bọ mộng hút chết. Hoặc là Đao Phủ Thủ Nanh Đồng, vua Ba, vua Bút Cúc Sa Tý, con bọ mộng hút chết. Nhưng mà đó là con soa, nó quá ra con bọ mộng, nó nhập vào con bọ mộng và hút mấy vị nó chết. Thì xuyên qua những cái câu chuyện này, chúng ta biết rằng chúng ta sanh làm người đó với cái tâm quả tục sinh, nhưng mà cái tâm quả này nó không có giống như cái tâm quả thiền. Cái tâm quả của chúng ta là không phải là trọng nghiệp. Cái tâm quả chúng ta là do cái tâm thiền, tâm thiện nó cho ra sanh thôi. Còn cái tâm thiền kia là cái tâm do năng lực thiền, và cái năng lực đó đặc biệt mà tạo ra cái tâm quả nó. Và cái cảnh giới tái sanh của những vị phạm thiên là cảnh giới nó không có tổn hại, họ sống cho đến mãn phần họ chết thôi, hết cái tuổi thọ họ chết. Còn cái cõi nhân loại của mình thì nó đủ thứ hết, nó phải đủ những cái nghiệp quan trái, nên có nhiều khi chúng ta thấy những vị A-la-hán cũng bị bò mộng hút chết, những vị A-na-hàm cũng bị bò mộng hút chết, những vị tu đồ quần cũng bị bò mộng hút chết. Và Đức Phật thì kể lại là năm cái vị đó hồi xưa là năm cái người đi chơi hoa, một cái người kỹ nữ, và không trả tiền cho người ta, rồi lột hết đồ của người ta, rồi giết người ta chết. Và cái người phụ nữ xưa đó bây giờ sanh lại con vợ xoa, và mấy vị này đó cũng như là gọi là quan trái ngõ hẹp vậy đó, giờ đụng mấy vị này hút mấy vị này chết thôi.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, vị này đó vẫn đắc đạo quả A-la-hán, vẫn đắc đạo quả A-na-hàm, vẫn đắc đạo quả U-đồ-vơ, nhưng mà vẫn bị con vợ sa hút chết. Như vậy đó, thì nếu mà chúng ta đó, thì chúng ta nói xui quá, bữa nay ra bị bọng mộng hút chết. Nhưng mà Đức Phật á, thì ngài thấy được cái là cái tâm tục sinh chúng ta đó, tới đó là chúng ta bị một cái quạnh tử. Chúng ta bị chết với một cái nghiệp nào đó, bây giờ nó mạnh, nó đủ cơ hội để nó trổ sanh. Và chúng ta hiểu rằng mình sanh ở trong thế giới có tổn hại, chứ không phải là thế giới không có tổn hại giống như quả Phạm Thiên. Như vậy á, thì những vị Phạm Thiên đó, chúng ta thấy rằng á, họ sanh ra đó là họ, điều nữa là cái tâm quả Phạm Thiên cũng đặc biệt lắm quý vị, họ phải có giới quý vị. Những cái vị Phạm Thiên mà họ tu sơ thiền, họ cũng phải có ít nhất phải có 6 giới. Rồi với cái tâm thiền họ mới sanh đến cõi thiền được, chứ không phải là giống như là cái tâm thiện của mình. Nhiều khi mình thiện, nhiều khi mình Phật tử không có ngũ giới cũng có nữa. Nhưng mà làm thiện thì tâm thiện nó cũng đổ sanh. Và trong cái tâm thiện đó nó có năng lực đổ sanh đó, thì tâm bất thiện nó cũng có năng lực đổ sanh. Chúng ta phải hiểu là cái cõi chúng ta là nghiệp đen trắng đó, nó cũng có thể có quả đen trắng đổ sanh cho chúng ta. Chính vì điểm này đó, nên đó, cái vị Phạm Thiên đó, khi mà có những cái điểm đặc biệt đó thì họ cũng có những cái kiến chấp đặc biệt. Họ kiến chấp đặc biệt là họ cho là họ bất sanh bất tử, và họ cho họ là một cái gì đó tốt đẹp hơn. Thì chúng ta cũng thấy bây giờ có những người giàu đó, những người giàu họ sanh họ không có đau khổ gì đó, thì họ là Thượng Đế tạo ra họ là người ở giai cấp cao. Ví dụ chúng ta thấy những người Bà La Môn họ cũng có những cái cách như vậy, họ nghĩ họ là những người làm từ cái đầu Phạm Thiên, từ phần trên Phạm Thiên mà tạo thành, nên họ là người có những cái hành hơn với bất giới thì cái nọ, thì không họ, những cái điều đó họ sanh trong giai cấp, rồi những cái bạn của họ kiến chấp. Mà trong bài kinh Đức Phật nói chấp mà nội sắc quẩn, ngoại sắc quẩn. Ngoại sắc quẩn là mình chấp là con tôi, vợ tôi, tài sản tôi, ngọc ngà châu báu của tôi. Nội sắc quẩn là mình chấp thủ cái thân của mình, đó là nội chấp thủ. Sắc quẩn và ngoại chấp thủ. Sắc quẩn là có nghĩa là mình chấp về những cái vật mà do cái phước báo công đức nó tạo thành, nhưng mình vẫn có những cái kiến chấp trong đó. Mình nghĩ cái đó là mình được tạo thành một cái điểm, một sự tạo thành đặc biệt, hoặc là mình tin tưởng về một cái tôn giáo đó. Nên thường thường quý vị biết rằng chúng tôi có nhiều lúc ngồi suy nghĩ đó, người ta nói Chúa tạo thành là Chúa hà hơi, mấy con vật Chúa không hà hơi, vậy mà người ta tin đùng đùng. Còn mình tiếp tục nói về thiện cái ác, rồi nói về này kia nọ, sao mà họ không tin nhiều hết. Mình mới nghĩ rằng những người này đó có những cái điểm, khi mà họ thờ Chúa họ thấy họ làm ăn được quá, nên họ nói rằng Chúa cho họ, là Chúa ban cho họ. Còn mình là Phật tử mà nói nhân quả này kia nọ, nhưng mà nhân quả xa quá không thấy nổi. Nên nhiều khi nói hoài mà họ không có tin mình nhiều. Nhưng mà những người kia họ tin, tại vì họ thấy họ thấy theo họ được hạnh phúc quá, thì họ nói Chúa cho họ này kia nọ. Thành ra như chúng ta cũng thấy có những điểm như vậy. Thì điều này con nghĩ rằng tất cả mình cứ nhìn vào ở trong đời này, có những người mà họ tin tưởng mình giết người rồi mình được sanh lên cõi trời, mình được bao nhiêu cái hạnh phúc, họ cũng tin tưởng và họ cũng làm theo cái điều đó. Nên ở đời thế giới có tổn hại, do cái tư tưởng có tổn hại và cái sở hành có tổn hại, nên mình sanh ra thế giới có tổn hại. Và thế giới có tổn hại thì mình mong cầu sự bình an hoàn hảo đó, điều đó không bao giờ có đâu quý vị, rất là bất bên, cái sanh mạng của mình rất là bất bên. Thì trong cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng thì con xin trả lời như vậy, mà không biết con có phải là con nói quá nhiều không. Nhưng mà con xin đảnh lễ Ngài Hòa Thượng và con xin gửi mết cho Hòa Thượng. Sa thủ, chương trình thực hiện đây. Cái này vừa là khi nào mà quý vị thấy chưa tăng vào trong lớp học và thấy ít dạy thì các vị thường cố gắng để gọi là tiếp hơi, tiếp sức, giống chạy tiếp sức như vậy. Là rất là chuyên từ đầu học đây. Thưa quý Phật tử, trong bài học hôm nay khi mà chúng ta đề cập đúng tâm, thì chúng tôi cũng muốn nói một chuyện nó hơi ngoài lề một chút.
là vị Bồ Tát á, cái đẳng chánh giác thì các ngài trong dòng luân hồi dài xuyên suốt cái quá trình tu tập thì các ngài đi vào các hành khác nhau do cái sự nỗ lực tu tập lên thiền chứng. Thì Đức Thế Tôn đã từng chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới cho đến không vô biên tức vô biên vô sở hữu phi tưởng phi phi tưởng. Và đối với ngài cái việc mà tu tập chứng thiền sanh về cõi phạm thiên đó, đó là một cái việc thường xảy ra. Do đó khi mà chư vị Đức Phật cái thanh đạo đó thì ngài không có xa lạ gì. Chúng ta nhớ từ khi trước khi Đức Tông thành đạo, ngài từng đến với hai vị đạo sĩ Avalokitesvara và Uttarakhandabuddha, thì ngài đều đã chứng được cái gì mà các vị chứng, tức là những tầng thiền cao nhất của thiền vô sắc, do cái nhiều cái quá khứ này đã tu tập cái nhâm nhuyễn như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì theo trong sớ giải đó, thì chư vị Bồ Tát cũng đặt cái trọng tâm là trao dồi ba la mật hạnh, và chỉ có một cõi mà thích hợp để trao dồi ba la mật hạnh, đó là của người của chúng ta. Thật ra thì nói điều này có vẻ như ăn uống, nhưng mà thực sự không phải. Theo trong Phật pháp đó, thì cái cõi mà tương đối là tốt phù hợp để tu tập, để quân tu ba la mật hạnh đó, là cõi người chứ không phải cõi trời, đặc biệt là các cõi phạm thiên, nhất là cõi phạm thiên vô sắc á, những cõi thiên vô sắc á, thì thứ việc ở trên nó sống lâu mà sống rất là phí, giống như mình ngủ một giấc ngủ rất là dài, sanh lên cõi trên đó nó có cái an lạc riêng của nó, nhưng mà những cõi đó là một cái gì rất là dài, giống như là bây giờ quý vị có nhiều việc phải làm, mà trong lúc đó đi du lịch ở đâu xa quá vài ba năm đó, thì tự nhiên trở về mỗi công việc nó tương đối là nó bị gián đoạn quá lâu. Chư vị Bồ Tát á, một mặt các ngài tu tập thiền định rất là nhuần nhuyễn, chúng ta nghe những câu chuyện bổn sanh là các ngài từ bỏ gia đình vào rừng tu tập chứng thiền sanh được ở phạm thiên, nhưng mà rồi các ngài đặc biệt là quan tâm đến rất là nhiều lần quan tâm đến Đức Phật, đến Chư Tăng, quan tâm đến cái của giáo pháp. Và bởi vì trong quá khứ như là chúng ta những vị tỳ khưu thời Đức Phật Kassapa rồi khi các vị biết Đức Phật này ra đời thì các vị tâm đến và quan tâm đến những gì mà Đức Phật hiện tại đang làm, bởi vì tuy là cái thân phạm thiên nhưng có việc rất là tha thiết và rất là tha thiết để làm thế nào có được cái sự tăng tiến trong cái giác ngộ giải thoát. Vì vậy chúng ta là con người mang cái thân nhân loại, đôi khi chúng ta không có quý cái thân này, và đôi khi chúng ta không có cảm thấy là cái thời gian có được là tốt, thậm chí có nhiều người luôn là nguyện sanh về cõi này, nguyện sanh về cõi kia. Kiếp sau nếu mà bực dọc quá thì kiếp sau sinh đến làm người, làm cái không đứng giữa trời mà reo. Có những người mong là kiếp sau sinh một cái thế giới nào đó mà nó cực lạc và nó vĩnh hằng vân vân, nhưng mà đôi lúc chúng ta quên hẳn đi là cái thân làm người lại là một cái gì rất là quý báu, rất là quý báu, rất là lợi lạc để tạo công đức. Nếu trong một ngày mà chúng ta sống đó, mà mình để ý thì mình có nhiều cái cơ duyên để mình có thể trao dồi được cái thiện pháp. Như là một lớp học chúng ta đang học ở tại đây, nhắc lại những lời Phật dạy suy nghiệm, thì điều này thật ra rất là khó để mà tồn tại ở các cõi khác. Ở các cõi khác, tại vì quý vị tưởng tượng là trong sống trong thành phố mà chúng ta đang sống đây, những người mà họ quá giàu và tiền rừng bạc biển họ giàu có đó, họ đi chơi, họ đi mua sắm du thuyền, họ đi Las Vegas, họ đi chơi chỗ này kia, thực sự là bỏ bây giờ để ngồi nghe pháp, để học từng câu kinh, để vô lúc mà pháp học từng nghĩ ngày khác cũng khó. Thật ra
cũng hiểu điều rằng tôi về vì chứ chúng tôi thấy nếu họ cúng thì cúng, giờ gọi là những đại gia họ cúng thì họ cúng đó, nhưng người tu học thì họ có tâm tu học nhiều. Và biết đâu là chúng ta cũng giống vậy, chúng ta không có giàu có với chị mà giàu có chứ là tối ngày làm sao mà cứ cái này là đầu tư không làm tu học nhiều. Nên trong cái thân làm người, trong cõi nhân loại, ở trong cái gì nó gọi là trung bình, trung bình có vui và có khổ, có sự tương phản giữa cái hạnh phúc và khổ đau, điều đó nó lợi cho chúng ta. Dạ, lợi chúng ta ổn định là chúng ta có sự so sánh, chúng ta có sự phân biệt, chúng ta có cái sự lựa chọn. Và do so sánh, phân biệt, lựa chọn đó, thì cái trí của chúng ta mở, tâm của chúng ta khai ra, và chúng ta dễ dàng để đón nhận Phật Pháp đi vào lòng. Thật sự thì, như chúng ta nói, đừng nói như các vị chư thiên phạm thiên, nếu mà mình sống ở trên cõi người này mà mình quá giàu có, địa vị quá cao, thì cũng chưa chắc mình có thời giờ rảnh để ngồi cầm một quyển sách đọc, để mà chiêm nghiệm về đời sống tinh thần. Vì vậy mong rằng người hiểu Phật Pháp thì rất là tin vào cái thiền duyên của đời sống. Thiền duyên là trong cái luân hồi, ở cái hoàn cảnh nào, ở điều kiện nào mà mình có được cái cơ duyên để xây dựng chánh tri kiến và chánh tính, để có thể quân tu bắt chánh đạo, để có thể thắp sáng cái trí tuệ, thấy được rõ sự sanh diệt, thì ở đó điều tốt hết. Thì cái nhìn của người tu á, cái nhìn của người tu Phật á, có khác hơn là người thế gian ở bên ngoài về điểm này. Thì thưa quý vị, đó là một số điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân cái lớp các pháp phổ thông ngày hôm nay về tâm quả sắc giới. Tôi là sắc giới thì thứ sáu tuần tới chúng ta sẽ về tâm duy tắc sắc giới, và ở trong đó có đề cập đến một số cái khía cạnh hành trạng của chư vị A La Hán mà liên quan đến tâm thiền sắc giới, cũng là bộ điểm rất là lợi lạc nếu chúng ta chỉ có lắng nghe kỹ và đầu sâu. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta có môn tăng chi bộ, xin lỗi, môn tứ ương bộ, và người giảng sư là thượng tọa Pháp Tăng. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con không? Hai giá, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn. Dạ, con tri ân đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, con tu nữ pháp cùng đại chúng trong đêm thành kính lãnh lễ tri ân ngài hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn giảng giải bài học ngày hôm nay để chúng con được nghe, hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Một
Buddha, sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đông. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hướng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Ban thành kính lãnh ơn quý ngài, những cảm ơn đạo tràng. Thanh Thủy trở lời, như Thanh Thủy trở lời trước máy, Như Pháp kính mời bằng tay của Thanh Thủy. Yeah.